chương 61 Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng như nước xinh đẹp, tòa nhà bị bao phủ một tầng ánh sáng, như những chấm nhỏ li ti trong màn đêm làm người ta say mê. Trong thư phòng, ánh sáng khẽ chiếu vào khe cửa khiến cả phòng chìm trong ánh sáng nhu hòa. Mà ở bể bơi dưới lầu, Liên Kiều bơi qua bơi lại một lúc mới lên bờ. Tiểu thư Liên Kiều, đến đây, choàng thêm áo vào, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Chị Phúc vội vàng đem áo choàng đã được chuẩn bị tốt phủ lên người Liên Kiều. Chị đối với tiêu cô nương này, chị chính là rất thích. Chị Phúc, chị thật tốt. Liên Kiều ngọt ngào ông chị, không hề khoa trương khi nói chuyện với chị như đối với người thân vậy. Chỗ này ta chém. Chị Phúc kỳ thật cũng không tính là còn trẻ, theo như tuổi chị bây giờ có thể gọi bằng gì, nhưng mà vẫn bị người khác quen gọi thành chị Phúc, dần dần, chị cũng quen. Ha hả, chị Phúc út ức mà cười, tiểu thư, đại thiếu gia đã dặn dò, một lúc nữa cô đi ra biển cùng cậu ấy. Liên Kiều gật đầu, lập tức hỏi, anh ấy ở đâu? Chị Phúc chỉ chỉ phía trên lầu, trong thư phòng ý, đang xử lý công việc. À, Liên Kiều theo bản năng muốn chạy lên ngay lập tức, nhưng nghĩ lại vẫn là nên đi tắm rửa một chút, vì vậy liền nói với Chi Phúc. Chị Phúc, mang giúp tôi một cái khăn tắm tới phòng tôi, cảm ơn. Được rồi, cô lên trước đi. Chị Phúc nói. Liên Kiều sôi nổi chạy lên lầu, thời điểm đi qua thư phòng, cô cố tình tò mò liếc mắt nhìn vào trong một cái, thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ngồi ở ghế da thật, nhất thời nhìn đến ngay ngốc. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này lại có bộ dạng mê người như vậy. Ngọn đèn giúp nhìn rõ bộ dạng nghiêm túc hàng ngày vây quanh anh, chỉ thấy anh một tay chống cầm, tự như đang nhìn tài liệu, hoặc là đang phê chỉ thị gì đó, sự sắc bén cùng hiểu biết từ con ngươi đen thâm thúy tản ra, khiến anh có tư thái của một tổng giám đốc thành công. Mọi người đều nói, đàn ông mê người nhất là lúc đang suy nghĩ sâu xa hay cố chấp nghĩ gì đó, xem ra không hề sai chút nào. Người đàn ông này rốt cuộc là thuộc dạng nào đây? Trong lúc nhất thời, Liên Kiều lại bị mê hoặc, nhưng mà, cô rõ ràng khẳng định được, đêm nay thực sự là nhàm chán, sau khi ăn xong cơm chiều, anh liền đi về thư phòng, tự như có rất nhiều việc cần xử lý, quả nhiên, chỉ còn lại một mình cô nói vậy anh chính là sợ mình buồn mới kêu mình đi tìm anh đi nhưng mà nhìn bộ dạng anh như vậy liên kiều cảm thấy chính mình ngày càng không tốt không nên quấy rầy anh nghĩ đến đây liên kiều xoa mái tóc ướt sũng lên lầu về phòng của mình thời gian yên tĩnh cứ thế trôi qua nếu hoàng phủ ngạn tước không có đi từ trong thư phòng ra thì sự tình cũng sẽ không phát sinh chỉ phúc xử lý xong phần công văn cuối cùng hoàng phủ ngạn tước mới đứng lên mở cửa thư phòng vừa đúng lúc nhìn thấy chị Phúc đang ôm khăn tắm sạch sẽ muốn đi lên lầu. Đại thiếu gia, chị Phúc tỷ tiến lên phía trước. Nhà đầu cô ấy đâu rồi? Vẫn còn đang ở bể bơi sao? Hoàng Phủ Ngạn tức nâng đồng hồ ở cổ tay nhìn một chút, sẽ không bơi lâu như vậy đi. À, Liên Kiều Tiểu Thư đã trở về phòng, cái này chính là cô ấy muốn tôi đem lên. Nhưng mà, Liên Kiều Tiêu Thư hình như còn không có quần áo để thay. Chị Phúc cẩn thận nói. Hoàng Phủ Ngạn tức ngẫm lại, nói rằng, được rồi, đưa cái này cho tôi, cô bận rộn rồi. Vâng, thiếu gia, chị Phúc giao khăn tắm cho anh, rồi lui ra ngoài. Không có quần áo để thay. Điểm ấy làm sao anh lại sơ ý, nhưng mà Hoàng Phủ Ngạn tước cởi ra áo sơ mi của mình, xem ra, đáng nhẽ phải mua cho cô quần áo mới mới đúng. Suy nghĩ chỉ chợt lóe, liền lập tức khiến chính mình khiếp sợ, vì sao mình lại có ý này. Hoàng Phủ Ngạn tước lắc lắc đầu, thật sự là ma xui quả khiến. Anh tự giễu cười chính mình, cầm áo sơ mi của mình đi tới phòng khách. Trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, còn có âm thanh tiếng cười vui vẻ của Liên Kiều, Liên Kiều nhàn nhã nằm ở bồn tắm siêu lớn, vui vẻ hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào ấm áp này. Cô nghịch ngợm thổi bọt xà bông, đây là thói quen mỗi khi tắm của cô, như là đang chơi cũng không khác nhau là mấy, cô đứng dậy đơn giản ngắm thân mình một chút. Sau khi lau khô thân thể, liên kiều mới ý thức được chị phúc vẫn chưa đem khăn tắm cho mình xảy ra chuyện gì rồi không có khăn tắm cô đi ra ngoài như thế nào đây liên kiều cắn môi sau đó thật cẩn thận mở cửa phòng tắm tầm mắt dừng lại ở khăn choàng tắm bên cạnh bàn cứ như thế trước chạy tới chỗ kia lấy áo choàng tắm rồi nói sau dù sao trong phòng cũng không có ai cô là điển hình của người nghĩ tới cái gì thì liền làm cái đó không có suy nghĩ nhiều cô liền mãnh liệt lao ra mục tiêu chính là áo choàng tắm ngay lúc tay liên kiều vừa chạm vào áo choàng nha đầu tạm thời em mặc cái này cửa lập tức bị một bàn tay lớn đẩy ra ngay sau đó thanh âm trầm thấp của hoàng phủ ngạn tước theo thân hình cao lớn đột nhiên sững sờ một chút rồi dừng lại mỹ nhân trước mắt không hề mặc gì hoàn toàn bại lộ trước mặt anh mọi cảnh đẹp đều được anh thu vào mắt mà liên kiều cũng không nghĩ tới người này lại xông vào lúc này vừa mới cầm áo choàng đột nhiên sợ hãi khiến áo rơi xuống đất đôi mắt bởi vì việc ngoài ý muốn mà trừng to tới cực đại trong lúc nhất thời quên chính mình lúc này không hề mặc gì một thân thể nữ tính như pho tượng đập vào mắt hoàng phủ ngạn tước cái cổ dài làn da trắng mịn màng trần trụi dưới ánh sáng nhu hòa đôi vai gầy uyển chuyển đôi tay như ngó sen vòng eo thon nhỏ như liễu yếu đón gió cùng với cái kia xinh đẹp đẩy đà nước da trắng như bạch tuyết tôn lên đường cong mượt mà bóng loáng tất cả đều lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của người con gái trẻ Hoàng phủ Ngạn Tước ngơ ngẩn. Mà ngay sau đó, a. À, bạn Liên Kiều kêu lên giống như heo bị chọc tiết, nhanh như chớp nhặt áo choàng bao lấy thân mình, lập tức tiến lên, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao che hai mắt của Hoàng phủ Ngạn Tước. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Bàn tay nhỏ bé dịu dàng đặt tại hai gò má anh, khiến cho anh lộ ra ý cười nhẹ, loại cảm giác dịu dàng này khiến cho lòng anh rung động, mà trước mắt vẫn như lúc trước hiện lên thân hình tuyệt đẹp kia bụng bỗng nhiên căng thẳng dục vọng nguyên thủy của phái nam dần bành trướng đây là lần thứ hai dục vọng của anh được khơi lên kể từ lần đầu tiên ở bể bơi kia tại sao có thể như vậy chẳng nhẽ anh thực sự có hứng thú với thân thể của tiểu cô nương này nghĩ đến xác thực là rất buồn cười cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn thấy em nhà đầu em còn muốn che tới khi nào thanh âm trầm thấp bỗng cao lên mang theo hương vị thuần khiết của rượu ngon vậy mãi tới hơn nửa ngày liên kiều mới đỏ mặt thu lại bàn tay nhỏ bé vẻ mặt đầy kháng nghị mà nói rằng anh tại sao không gõ cửa mà đã tiến vào còn nữa như thế nào lại là anh đi vào rõ ràng là cô kêu chị phúc như thế nào lại biến thành anh hoàng phủ ngạn tước bất đắc dĩ lắc đầu vương tay nhéo một chút cái mũi nhỏ của cô thật là vật nhỏ không có lương tâm tôi là nghĩ tới em không có quần áo để thay mới gắn gượng mang áo sơ mi của tôi cho em mặc hơn nữa đây là chỗ của tôi cần gì phải gõ cửa anh đại sắc lan liên kiều hung hăng trừng mắt liếc anh một cái lập tức lấy áo sơ mi từ trong tay anh quay người đi vào phòng thay đồ nhìn bóng dáng cô bất bình cùng tức giận hoàng phủ ngạn tước bên môi mới chậm rãi nở nụ cười giờ phút này anh thế nhưng lại ích kỷ muốn làm cho nha đầu này tức giận áo sơ mi nam thật dài rộng mặt trên người liên kiều khiến cô trông như là đang mặc váy ngủ vạt áo sơ mi vừa vặn đến đầu gối của cô hai chân trắng nõn không hề được che đậy lộ ra ngoài, đôi lắc chân dẫm trên thảm trắng, đẹp như một tiểu tinh linh. Thật kỳ quái nha. Liên Kiều một bên kéo áo sơ mi trên người một bên nhíu mày nói, đúng rồi, cùng Quý Dương, chị Phúc vừa mới nói anh tìm tôi, có chuyện gì? Vừa hỏi, vừa tùy tiện ngồi trên ghế salon, tay cầm cái gối ông vào trong ngực, trông như đứa bé ngây thơ đơn thuần. Hoàng Phủ Ngạn tức cười cười ngồi bên cạnh cô, Thân hình cao lớn biến nhát dựa lưng vào sofa, tôi có chút khẩn cấp muốn biết ngày mai em đối phó như thế nào với ách, hoàng phủ ngạn tước. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nói ra tên cung quý dương. Liên kiều hé miệng, đôi mắt lóe xa một tia sâu xa. Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật, tóm lại anh ta nhất định sẽ chết. Ngay cả tôi cũng không thể tiết lộ sao. Vẻ mặt hoàng phủ ngạn tước tràn đầy hứng thú hỏi cô, nhà đầu này còn lộ ra vẻ thần bí liên kiều nghiêm túc nhìn anh nói đương nhiên không thể nói cho anh biết vì anh là bạn tốt của anh ta nói ra không biết anh có biến mật báo cho anh ta không đâu sao có thể thế tôi cũng vô cùng hứng thú muốn nhìn thấy bộ dạng cái tên kia sẽ như thế nào hoàng phủ ngạn tước cười hả hê liên kiều nhìn người đàn ông trước mặt như là đang nhìn quái vật anh cười thật quỷ dị cô cảm thấy có hút tiếc thương cho tên hoàng phủ ngạn tước kia làm sao lại có một bằng hữu như vậy như thế vẫn không thể nói được cô nhất định không tiết lộ ngộ nhỡ đây là anh hiến kế dụ địch thì làm thế nào hoàng phủ ngạn tước nhún vài hai tay khoanh trước ngực không nói gì nghe nói nha đầu này chiêu chỉnh người cũng không hề nhẹ anh cũng không đành lòng biết liên kiều vẻ mặt hưng phấn cô vui sướng khoa chân múa tay mà nói lần này nhất định là kiệt tác vĩ đại nhất của tôi ha ha tôi đi nghỉ trước hoàng phủ ngạn tước hơi giật mình một chút lập tức mới kịp phản ứng ừ đúng vậy cô cũng nên đi nghỉ. Ngày nghỉ muốn làm việc gì? Tôi à. Liên Kiều cố ý kéo dài thanh âm, lập tức cười thần bí, đi tới gần Hoàng Phủ Ngạn Tước, đi cắm trại giả ngoại. Cắm trại giả ngoại, Hoàng Phủ Ngạn Tước nâng cao chân mày rậm của mình, đi một mình. Liên Kiều bưng miệng cười, lắc đầu, cắm trại giả ngoại đương nhiên là phải đi cùng mọi người mới náo nhiệt, tôi mới không chịu đi một mình đấy. Ai đi cùng với em? Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu tra hỏi. Từ. Liên Kiều tựa đầu vào bả vai anh, vương bàn tay bé nhỏ ra bắt đầu đếm, có Lý Hiểu Vũ, Phong Hoa, Khương Khanh Hiên, còn có. Đều là nam sinh, Hoàng Phủ Ngạn Tước không đợi cô nói xong đã cắt ngang lời cô nói. Từ, đúng vậy. Liên Kiều bày ra vẻ mặt không hiểu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nói rằng con gái đều rất nhát gan, hơn nữa là đi giả ngoài cắm trại, các cô ấy tự nhiên sẽ ghét vì sẽ rất vất vả. Hoàng Phủ Ngạn tước theo bản năng mà hơi nhíu mày, cắm trại giả ngoại. Vậy thì không phải là cả nam nữ đều ngủ ở trong một cái lều. Nghĩ vậy, trong lòng anh cực kỳ không thoải mái, thậm chí đáy lòng bắt đầu chua lè, không vui chút nào. Không cho phép đi, anh nhẹ nhàng dứt khoát ra lệnh. Ách! Lại không cho phép đi. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn tước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cũng đã báo cho gia đình người ta biết rồi, tôi muốn đi. Hủy bỏ! hoàng phủ ngạn tước cố nén sự không thoải mái trong lòng lạnh giọng quát hư liên kiều tức giận đến mức quay mặt sang một bên tôi sẽ không đổi ý nếu ai đổi ý chính là con chó nhỏ tôi tình nguyện để em là con chó nhỏ tóm lại không thể đi hoàng phủ ngạn tước đứng lên con ngươi đen thâm thúy chuyển động rất nhanh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi liên kiều nhìn bộ dáng lạnh băng của anh qua mấy ngày tiếp xúc cô biết đây chính là điềm báo anh sắp nổi giận phải làm thế nào đây? Cô cúi đầu, ánh mắt không khéo khẽ chớp, tuyệt đối không thể đối đầu với anh. Nghĩ đến đây, đôi mắt liên kiều chật lóe, lập tức ngẩng mặt lên, sau đó lân la bò lên đùi anh, ngồi trọn trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Anh cũng không biết học kỳ này học vất vả như thế nào đâu, mệt mỏi quá, tôi muốn thừa dịp ngày nghỉ đi hưởng thụ chút không khí thiên nhiên, học kỳ sau nhất định tâm tình không tốt, anh nói đúng không? Cô một lòng muốn thay đổi chủ ý của anh, không chú ý tới giờ phút này tư thế có bao nhiêu ái muội cô đơn thuần không hề biết cái tư thế này sẽ khiến cho đàn ông rung động như thế nào. Hoàng Phủ Ngạn tức cảm thấy thứ mềm mềm trước ngực, mà loại cảm giác mềm mại ôn nhu này khiến anh lần thứ hai cảm nhận được cảm giác quen thuộc này. Anh tự cho là mình không phải liễu hạ huệ, mà anh cũng biết chính mình đã từng xem qua thân hình đẹp đẽ của cô, lại không có biện pháp coi cô như là tiểu nha đầu đơn thuần nữa. Anh vươn tay ra, vỗ nhẹ phía sau lưng cô được nha đầu không cần nháo đi nghỉ đi thật sự nếu không đuổi cô đi xuống khỏi người mình anh cũng không dám cam đoan chính mình sẽ làm ra chuyện cầm thú gì liên kiều nghe anh nói vậy tưởng chính mình đã thuyết phục được anh vì thế cẩn thận hỏi nói như vậy là anh đồng ý rồi không được tôi đã nói rồi không thể sửa lại hoàng phủ ngạn tước đột nhiên nâng cao thanh âm ánh mắt cũng lộ ra một tia không vui xen lẫn không kiên nhẫn. Kỳ thật, anh cảm thấy phiền toái với tâm tình hiện tại của mình. Vừa nghĩ tới cô sẽ ở trong lều trại cùng với người đàn ông khác, anh có cảm giác muốn giết người, khiến cho anh cảm thấy không vui cùng thiếu kiên nhẫn. Liên Kiều ngẩn ra, tự hồ bị bộ dạng khác thường, kỳ quặc của anh dọa, hơn nửa ngày cô mới kịp phản ứng. Hừ, cô không nói hai lời liền trượt khỏi đùi anh xuống dưới, sau đó đi tới bên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Cô bướng bỉnh không nghe lời chọc giận hoàng phủ ngạn tước, anh đứng dậy, sải bước đi tới bên giường, một tay sóc chăn lên. Em lại giận dỗi gì đây? Anh nhìn từ trên xuống liên kiều đang cuộn tròn trên giường, quát to. Đáng chết, cô lại thích cùng đàn ông khác ở cùng một chỗ. Minh, gớm lúc huynh so với con khác có nghĩ đến chị không mà còn hừ A à Phi. Loại cảm giác mãnh liệt này cơ hồ khiến anh như muốn nổ tung, anh cũng không biết, loại cảm giác này chính là ghen tị anh luôn là người giữ trầm ổn, cũng chưa từng không khống chế được mình như vậy, nhưng mà hôm nay lại vì một tiểu nhà đầu không nghe lời mà phát cuồng. Bịch, một tiếng, Liên Kiều xoay người đứng lên, rõ ràng cô đang đứng ở trên giường, xoa thắt lưng, đôi mắt trừng lớn. Cung Quý Dương, anh thật là chán ghét, tôi muốn đi ngủ, đến 12 h nhất định tôi phải ngủ say. Tuy rằng cô có thói quen vừa đến 12 giờ bất kể có việc gì đều đã đi ngủ rồi, nhưng cũng không muốn ở trước mặt anh nói như vậy. Đáp ứng tôi, không được đi. Giọng nói của Hoàng phủ ngạn tức lạnh như băng lần thứ hai a lệnh cho cô. Ô hay cái anh này là gì mà dám quát người ta thế? Hư toàn ảo tưởng. Này, anh dựa vào cái gì mà quản tôi như vậy? Ngày đó anh cùng phụ nữ kia ở cùng nhau, tôi có quản anh sao? Liên Kiều không thể nhìn thêm nữa, lớn tiếng mà gào thét anh, không chút nào chịu yếu thế. Vừa nghĩ tới anh ta cùng người phụ nữ khác thân mật Tim của cô liền không thoải mái À, không đúng, là vô cùng không thoải mái Cô thật muốn giật tóc của người phụ nữ kia Làm cho cô ta biến thành đầu trọc Thử xem anh ta có còn thích cô ta không Còn có, anh ta chính là ý vào vóc dáng cao to của mình Cứ như vậy từ trên xuống mà trống người sao Hiện tại cô liền đứng lên trên giường Cùng anh ta đối đầu như vậy cũng không hẳn là xấu Nhà đầu, em càng ngày càng không nghe lời Hoàng Phủ Ngạn tước mắt hơi nhíu lại, toàn thân tỏa ra mảnh khí như giả thú muốn ăn thịt con vật khác. Không khó để cảm nhận được sự tức giận tới nguy hiểm của anh, Liên Kiều mạnh mẽ nuốt nước miếng, ra vẻ bình tĩnh nói rằng Anh cũng không là gì của tôi, không cần phải quản tôi. Vốn chính là như vậy đi, đến ông nội Liên cũng chưa từng quản cô như vậy, anh ta dựa vào cái gì mà ba lần bốn lượt ngăn cản cô làm cái nọ cái kia, còn có, cô sao lại phải nhất định nghe lời anh ta. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe vậy, bàn tay to nắm lấy cầm cô, thanh âm trầm thấp mà nói. Em nói lại lần nữa cho tôi. Biểu tình của anh thật sự rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức có chút dọa người, thanh âm đều rất là trầm thấp, giống như là cảm giác núi rừng sắp nổi lên mưa to gió lớn vậy. Liên Kiều không khỏi rung một cái, vẫn là cuộc cường, thấp giọng nói. Vốn là như vậy đi, anh cũng không là gì của tôi à. Lời của cô còn chưa nói hết, toàn bộ thân mình liền bị hoàng phủ ngạn tước ông lấy sau đó mãnh liệt ném lên giường à liên kiều phát ra một tiếng kêu đau đớn lục phủ ngủ tạng rất nhanh như bị rơi ra ngoài đau quá anh làm gì vậy cô hét lớn nước mắt mãnh liệt rơi xuống đau vẻ mặt hoàng phủ ngạn tước tràn đầy sự tức giận tôi sẽ cho em càng đau hơn nói xong liền cúi người xuống dưới thân hình to lớn liền đè lên thân thể mềm mại Lý trí giờ phút này đều không còn lập tức hôn lên môi cô. Đáng chết, cô thế nhưng lại nói mình không là gì của cô, cảm giác bị bài trừ khiến anh giận dữ. Buông, ương. Liên kiều sợ tới mức muốn đẩy anh ra, nhưng mà khí lực người này vô cùng lớn. Ngay sau đó thanh âm của cô liền bị anh nuốt hết vào bụng, mang theo hương vị trừng phạt rõ ràng. Đau quá a. À. Nước mắt Liên kiều rất nhanh rơi xuống, người đàn ông này như là biến thành người khác vậy khiến cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ cùng sợ hãi, nhất là khi anh hôn, không hề dịu dàng như trước, cái hôn của anh tràn ngập sự phẫn nộ cùng bá đạo, giống như nhất định phải nuốt cô vào trong bụng vậy. Không cần, anh không cần làm như vậy, thật đáng sợ a. À? Buông ra, buông ra. Liên Kiều liều mạng giãy dụa, dùng sức xoay đầu sang một bên, như biết được ý định của cô, Hoàng phủ ngạn tước buông môi cô ra, lại hôn lên cảnh vật trắng như tuyết phía dưới. Hơi thở nóng rực dừng như muốn làm bỏng da thịt của cô, bàn tay to ấm áp chế tru hai tay cô, giữ chúng cố định ở trên đầu cô, anh nói. Mơ tưởng. Hoàng Phủ Ngạn tức giận tới tím mặt, đôi mắt đen hung ác nham hiểm quái dị nhìn Liên Kiều vì dãy dụa mà hai má đã trở nên ửng đỏ. Liên Kiều trời sinh bản tính đơn thuần nên không hiểu được ý tứ của anh, chính là ánh mắt anh thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô không khỏi lại dãy dụa, chỉ là thân thể nhỏ gầy không thể thoát khỏi thân hình khôi ngô cường tráng của anh. Cảm nhận được sự mềm mại trong ngực mình, Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn xuống người phụ nữ nhỏ đang nằm cách mình một lớp áo sơ mi, nhìn nhìn, con ngươi đen dần biến hóa. Hô hấp dồn dập phả qua vành tai khiến thân thể liên kiều bắt đầu trở nên mẫn cảm mà không ngừng run rẩy. cô kháng cự lại muốn thoát khỏi ngực anh, không ngừng đẩy ra. Cung quý dương, anh khi dễ người. Mạnh mẽ đem cái suy nghĩ muốn khóc áp chế xuống, đôi mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. Hoàng phủ ngạn tước không nói gì, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn người dưới thân. Trên người cô tỏa ra hương thơm tự nhiên trêu chọc tâm của anh, nhàn sắc hoàng mỹ hoàn toàn bại lộ trước mặt anh. Cổ họng anh trở nên khô nóng hơn, liên kiều nhìn thấy ánh mắt anh ngày càng âm trầm, trong lòng cô có chút hoang mang rối loạn. Này, cùng quý dương, anh, anh. Hoàng phủ ngạn tước bên môi gợi lên một chút ý cười kỳ dị, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhà đầu, hiện tại tôi không là gì của em, nhưng mà lập tức em sẽ trở thành người đàn bà của tôi. Nói xong, anh lại lần nữa cúi người, thô lỗ hôn lên cánh môi anh đào của cô, bá đạo mà hút cánh môi mềm như hoa, mang theo hương thơm dịu mát, giống như bị thúc giục, ôn hương nhuyễn ngọc. Thân hình mềm mại của người phụ nữ dán sát vào thân hình cao lớn của anh Liên kiều trợn to hai mắt Không ngừng chống lại sự xâm phạm của anh anh ta nói có ý tứ gì cái gì lập tức trở thành người đàn bà của anh ta theo bản năng sự sợ hãi trong lòng ngày càng tăng lên cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể người đàn ông này đơn thuần như cô cũng không khó hiểu dục vọng nguyên thủy của con người đàn ông bị dục vong hành hạ sẽ gây thương tổn mình như thế nào không cần không cần anh ta không phải luôn rất thương yêu cô sao như thế nào giờ đây lại biến thành thế này liên kiều nhắm mắt lại có chút trung động nhỏ anh ta hôn cô đau quá hoàng phủ ngạn tước trời khỏi đôi môi có chút sưng của cô cô hé miệng muốn hô hấp lại anh lại thừa cơ xông vào đầu lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng của cô cố ý châm nòi lưỡi anh và cô dây dưa với nhau cái lưỡi thơm tho của cô bị cuốn lấy đến choáng váng tuy rằng có kháng cự nhưng mà một cổ cảm giác đáng sợ lại ăn mòn thân thể của cô khiến cô không tự chủ được không chịu được dây dưa chơi đùa cảm nhận được sự đáp lại của cô hoàng phủ ngạn tước không khỏi làm sâu sắc thêm nụ hôn này anh như đói khát như mê hoặc say sưa hôn cô nuốt hết mật ngọt của cô cướp đi hô hấp của cô một loại cảm giác tuyệt vời từ trong đầu mở ra thì ra cảm giác hôn môi lại tuyệt như thế liên kiều đang chống đẩy trong ngực anh dần dần bắt lấy vạt áo anh cô cảm thấy trống rỗng gắt gao tựa vào trong ngực anh leo lên bám trụ người anh cảm nhận được cô bé trong ngực có chút biến hóa hoàng phủ ngạn tước khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn bàn tay to xoa xoa da thịt của cô liên kiều bỗng nhiên bừng tỉnh cô kinh ngạc mà nhìn anh anh muốn làm gì nhìn vẻ mặt mờ mịt sợ hãi của cô hoàng phủ ngạn tước đột nhiên cười anh cúi người xuống bên tai cô thanh âm khan khàn vì bị tình dục chi phối nhà đầu không tim không phổi này em đã châm lửa thì phải phụ trách dập lửa anh phun ra khí nóng phải vào tai liên kiều khiến cả người cô trở nên mềm yếu anh muốn cô vào lúc thân hình hoàn hảo của cô như ẩn hiện trước mắt anh anh liền biết mình nhất định phải có được cô anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế này mãnh liệt tới mức muốn thông qua phương thức này để chứng minh địa vị của mình trong lòng một người con gái tại sao tôi không có liên kiều không rõ anh đang nói cái gì chỉ cảm thấy biểu tình của anh càng ngày càng quái dị đặc biệt thân thể của anh hoàng phủ ngạn tước đầu chôn ở cổ của cô nha đầu không cần luôn tìm chuyện chọc giận anh không phải em không biết chính mình sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo chứ anh lạnh lùng nói giọng điều tràn ngập cảnh cáo toàn bộ thân mình liên kiều đều đang run rẩy cô rất muốn giải thích nói với anh mình đã sai nhưng mà nhưng mà trời sinh cô có tính quật cường nên thế nào cũng không nói nên lời mấu chốt nhất là cô rốt cuộc sai ở chỗ nào hừ tôi có thể tố cáo anh đi liên kiều bị áp bức ngẩng mặt lên đôi mắt tràn ngập ý không hề sợ hãi Hoàng Phủ Ngạn tức cười nhẹ, nhưng lại tràn ngập hương vị khiến người ta sợ hãi. Em đã không nghe lời, vậy thì để anh dạy dỗ em một chút. Hai đùi đè mạnh ngăn chặn hai chân đang nhúc nhích của cô, bàn tay to dùng sức xoa nắng bộ ngực sữa của cô. T. Cúc áo sơ mi bung ra tung tóe rơi xuống mặt đất. Quần áo bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống sàn nhà. Liên Kiều sợ tới mức không kịp giãy dụa, để mặc cho anh hung hăng chuẩn bị xâm nhập, chợt cô nhìn xuống dưới, đôi gò bồng đào trắng như tuyết hết sức mê người đã hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã trở nên thâm trầm, anh cúi người xuống, không khống chế được mà hôn một đường xuống dưới, bàn tay to cũng không nhịn được mà vuốt ve da thịt trơn bóng của cô. Hạt ngọc đỏ hồng dưới sự đùa giỡn của anh thì cứng lại, trông rất mê người. Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi người vừa ngậm vừa hút, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khẽ liếm lên nụ hoa đỏ bừng, lại nhìn hàng lông mi dài của cô, cao nhã mà mê người. a à. Liên Kiều hét lên một tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, cổ sống nhiệt dường như có thể biến thành ngọn lửa to lớn, thiêu đốt chính mình. Tại sao có thể như vậy? Cái hôn của Hoàng Phủ Ngạn tước càng ngày càng gấp gáp, bụng dưới đang dần nóng lên mãnh liệt, bị dục vọng tra tấn mà toàn thân anh đều đau. Thân thể mềm mại dưới thân dường như đã ngừng run rẩy cũng không còn dãy dụ nữa, dịu dàng như đang mời anh vậy, làm anh càng trở nên khó chịu. Nha đầu. Hoàng Phủ Ngạn tức ngẩn đầu, anh càng muốn tiếp tục, bất luận như thế nào. Ai ngờ. Anh nhìn xuống lại thấy một màn khiến chính mình có lẽ sẽ suốt đời không thể quên được. Nha đầu này thế nhưng. Ngủ. Đáng chết. Chỉ thấy hai mắt liên kiều nhắm chặt lại, dọc lệ trong suốt còn động lại trên khóe mắt cô, mà hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, nhưng... Cô rõ ràng là ngủ, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ cô đang trong giấc nồng. Hoàng Phủ Ngạn tước trừng to hai mắt, giờ khắc này anh ngay cả xúc động muốn giết người đều có, ở phía sau, nhà đầu này thế nhưng lại có thể ngủ được. Trong lòng anh không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng thất bại. Ngẫm lại, trên đời này có bao nhiêu đàn bà hận không thể đến bên cạnh mình, khát khao được mình chiếu cố một chút, mà nhà đầu chết tiệt kia ngay tại thời khắc kích động như vậy lại ngủ. Trong lòng ngổn ngang trăm thứ không hề được lý giải, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bây giờ đã là 12 giờ. 12 giờ. Cung Quý Dương, anh thật sự đáng chết, tôi muốn đi ngủ, đến 12 hát tôi nhất định phải ngủ say. Lời nói của Liên Kiều lập tức nhảy vào trong suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước. 12 giờ nhất định phải ngủ say. Lại chuyện gì xảy ra đây? Cứ tới 12 giờ là cô sẽ đi ngủ như vậy sao? Nhưng mà, cho dù là thế đi chăng nữa, đối mặt với loại chuyện như thế này, cô làm sao lại ngủ được. Chẳng lẽ cô không sợ chính mình sẽ bị người khác lợi dụng hay sao? Nhìn cô bé trong ngực ngủ đến mơ màng, vẻ mặt không hề đề phòng, hoàng phủ ngạn tước vừa tức lại vừa buồn cười, thật sự là thế gian không ai ngờ tới, tình huống như vậy, 28 năm qua anh chưa từng thấy qua, thế gian quả thật là to lớn a. À? Nhẹ thở dài một hơi, cô cứ như vậy mà nằm trước ngực mình, quần áo không ngay ngắn, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể phạm tội. Bàn tay to nhẹ nhàng kéo chăn ra đắp lên người cô, sau đó quyến luyến lau nước mắt trên gương mặt cô, sau đó nhìn, trên mặt anh lộ ra một tia cười nhẹ. Mình điên rồi sao? Vừa rồi suýt chút nữa mình đã chiếm đoạt cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn tước bỗng dâng lên một chút ấy nấy. Sợ là đã dọa cô rồi, nếu không sao cô lại mang đầy nước mắt đi ngủ. Tại sao mình lại có hành vi cầm thú như vậy? ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô trong mắt hoàng phủ ngạn tước hiện lên vẻ mặt phức tạp khó che giấu anh không phải không thừa nhận vừa rồi mình có hứng thú với nha đầu này là loại hứng thú của người đàn ông đối với đàn bà cô tín nhiệm anh như vậy anh lại đối với cô tham lam vô sĩ như vậy an tâm ngủ đi tiểu thiên sứ lần thứ hai anh nhẹ than một tiếng lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô tiếp theo hôn lên cánh môi của cô sáng sớm Âm thanh thánh thoát của chim chóc vang lên, khiến cây cỏ đều thanh tĩnh, tỏa ra hương thơm ngát tự nhiên. Đại thiếu gia, chào buổi sáng. Chỉ Phúc tỉnh dậy thật sớm sau đó xoay người đi vào nhà ăn của hoàng phủ ngạn tước. Từ, anh gật đầu, lập tức nhìn về phía Liên Kiều đang thay khó khăn dùng đũa ăn. Cô đã mặc lại quần áo cũ của mình, mái tóc dài đen mượt được cột đuôi ngựa lên cao, nhìn cô nhíu mày, tay phải đổi thành tay trái, tay trái lại thành tay phải cũng không phân biệt được cầm đũa như thế nào cho thuận tay, anh không nhịn được nhếch môi cười. Ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, mà nha đầu này vẫn chưa học được cách dùng đũa. Hoàng Phủ Ngạn tức ngồi xuống, lập tức bắt lấy đôi đũa, nha đầu ngốc, đũa sao lại dùng như vậy? Liên Kiều nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô không khỏi nhớ tới sự việc phát sinh tối hôm qua, chẳng qua, về sau đến tột cùng phát sinh cái gì? Cô thực sự không nhớ. Nghĩ tới anh ngày hôm qua đáng sợ như vậy Liên Kiều liền cảm thấy một trận lạnh Không nói gì Vừa định bưng bát mình qua chỗ khác ngồi Ngồi xuống Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút kiên nể mà ra lệnh Không khó để phát hiện ý đồ của cô Liên Kiều nhìn anh Mặt xám xịt liếc nhìn anh một cái Người này như oan hồn Trên mặt không hề mang chút biểu tình gì Khiến cho cô khó đoán biết được trong lòng anh đang nghĩ gì Cô âm thầm trừng mắt liếc anh một cái Trong lòng tuy có chút phẫn hận nhưng cũng không dám biểu hiện nhiều lắm chỉ có thể đem sự tức giận phát tiết lên chiếc bánh ngọt nhìn thấy bộ dạng cô hung hăng ăn bánh ngọt hết miếng này lại tới miếng khác hoàng phủ ngạn tước bên môi không khỏi co rút một chút quả nhiên là tiểu nha đầu đây là thói quen ẩm thực của người hoa ở hồng kông đây là cháo hoa và bánh quẩy vàng thắng thử dùng chiếc đũa này xem sao nhân lúc cô không để ý anh liền lấy đĩa bánh ngọt trước mặt cô đi thay vào đó là bữa sáng đặt lại dù biết là trong lòng nha đầu này đang tức giận nhưng mà nhìn bộ dạng này của cô dù muốn tức giận cũng không dám tức giận đúng là rất đáng yêu nhất là tối qua thời điểm mấu chốt nhưng cô lại lan ra ngủ nghĩ lại hoàng phủ ngạn tước không ngừng khâm phục này anh anh cười cái gì liên kiều nhìn môi anh hơi mấp máy vẻ mặt canh chừng mới hỏi người đàn ông này quả thực rất kỳ quái thoạt nhìn cứ tưởng là tao nhã dịu dàng nhưng trải qua chuyện tối hôm qua Cô thật sự là sợ anh, nếu mà theo như chẩn đoán bệnh, nhất định anh là người bị chứng phân liệt. Đúng, đúng là như vậy, Liên Kiều càng nghĩ lại càng thấy anh đúng là bị như thế. Ngay sau đó, trong đầu cô tất cả đều vây quanh bởi bộ dạng dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, người sói. Chỗ này ta chém. Cô cảm thấy cả người nổi cả da gà. Hoàng phủ ngạn tước thu hết vẻ mặt quái dị của cô vào trong mắt, sau đó mới tươi cười, không có gì, anh chỉ muốn biết tối hôm qua âm. Đôi đũa tinh xảo lập tức rơi xuống, phát ra một âm thanh thanh thúy. Tối hôm qua, tối hôm qua rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Liên Kiều không nhịn được nữa, cô lớn tiếng chất vấn anh. Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn tức lộ ra vẻ luyến tiếc, cầm lấy đôi đũa lần thứ hai nhét vào tay của cô, sau đó mới nhẹ giọng nói, dùng đũa như thế này mới đúng. Này! Liên Kiều, ba, một tiếng, lần thứ hai đặt lại đôi đũa lên bàn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy tay áo của anh anh không cần phải đánh trống lãng nói mau đi đáng chết trời mới biết cô chán ghét ăn bánh quẩy với cháo hoa như thế nào cô luôn thích đồ ăn ngọt nhất là bánh ngọt em không cần phải dùng thái độ này đi cầu người khác hoàng phủ ngạn tức người như bốc hỏa từ từ dùng bữa sáng vẻ mặt lo lắng nhìn cô đang dùng ánh mắt đối lập nhìn mình ách à, ai nói tôi cầu anh Em không phải muốn biết tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Phủ Ngạn tức tỏ rõ thái độ, nếu muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, thì chính là phải cầu anh. Anh! Liên Kiều Hận không thể đem bát cháo trên bàn đổ vào đầu anh ta, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của anh ta, cô cảm thấy vô cùng hối hận. Kỳ thật, Hoàng Phủ Ngạn tức chậm rãi mở miệng, sau đó lại nhàn nhã hút một ngụm cháo. Liên Kiều vội vàng vẫy tay nghe anh ta muốn nói gì, nhưng mà nhìn bộ dáng chậm rãi thư thả của anh ta, quả thật cô muốn đem phá nát nó. Anh nhìn thấy ánh mắt cô hiện lên vẻ lo lắng, đáy lòng đang âm thầm cười trộm, sau đó mới ném ra một câu nửa chừng. Đêm qua, sự nhẫn nại của liên kiều rất nhanh bị phá vỡ, cô nhìn không nổi gầm gừ một tiếng. Này, cùng quý dương, anh còn là đàn ông hay không? Nói ấp a à ấp úng như thế. Hoàng Phủ ngạn tước ngừng lại động tác, mắt hơi hiếp lại nhìn về phía cô tự như trách cứ cô làm rối loạn tâm tư của anh. Liên Kiều vội vàng nằm miệng lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Ngoan như vậy không phải tốt sao, anh đau lòng nhìn cô, lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô. Kỳ thật tối hôm qua sự việc rất đơn giản, cái gì nên phát sinh cũng đã phát sinh, cái gì không nên phát sinh cũng đã phát sinh, em thật đáng yêu, anh sảng khoái cười to lên. Lời nói đầy ái mùi lại khiến người khác hiểu lầm, Liên Kiều trừng to mắt, cái gì nên phát sinh đều đã phát sinh, không nên phát sinh cũng đã phát sinh. Anh ta muốn nói cái gì? Ngay sau đó, cô túng lấy một cánh tay anh, lớn tiếng hỏi, anh nói rõ cho tôi, rốt cuộc anh đã làm gì tôi? Trời ạ, à, anh ta sẽ không chiếm tiện nghi của mình đấy chứ. Tối hôm qua anh ta khi dễ mình mình còn chưa tính sổ đâu. Hoàng phủ ngạn tức lại giơ tay lên, xoa đầu cô. Tối hôm qua, anh định buông tha cho em? Không ngờ tới 12 giờ em liền ngủ, tự như là con thú nhỏ đánh anh, thật là đáng sợ. Anh cố ý vặn vẹo sự thật, vẻ mặt quỷ khuất nhìn cô. Cái gì? Liên Kiều sửng sốt, cô lại chủ động khi dễ người khác sao? Làm sao có thể như vậy? Anh gạt người. Giọng nói của cô đã sắp vô lực, bởi vì cô không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cô được di truyền từ gia tộc Mạc Di, mỗi khi tới 12 hát. Bất luận là một phút trước vẫn còn tỉnh táo, thì tới 12 giờ sẽ mê man đi vào giấc mộng, bất kể là ở chỗ nào. Khi còn bé cô cũng không hề phát hiện tật xấu này, bởi vì sau thời điểm ấy cô đã ngủ rồi, nhưng mà lớn lên, cô mới dần phát hiện ra sự trầm trọng của vấn đề này. Lên đại học, thường xuyên đi ra ngoài chơi với các bạn là chuyện bình thường, hơn nữa Hồng Kông là thành phố sống về đêm, nên thường xuyên chơi tới khuya, nhưng mà vấn đề này lại gây rắc rối cho cô, cứ tới 12 giờ cô sẽ không thể khống chế được mình mà ngủ. Hãy các bạn cùng lớp phải đưa cô về phòng ngủ. Một lúc sau, tất cả mọi người lại đem chuyện dở với Liên Kiều liên hệ với nhau. Chẳng lẽ loại tình huống này lại thay đổi? Thời điểm 12 giờ, cô không hề ngủ say, mà lại làm một việc ngay cả bản thân không thể khống chế được. Càng nghĩ cô càng cảm thấy toàn thân rét run. chẳng lẽ tối hôm qua chính mình bắt nạt cung quý dương? Liên Kiều càng nghĩ càng thấy toàn thân mình rét run. trời ạ, à! Chẳng lẽ tối hôm qua chính mình lại khi dễ cung Quý Dương? Mãi tới hơn nửa ngày, cô mới dần có phản ứng, không nói không rằng chỉ nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước, chỉ thấy anh nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ách, cái kia, hồi lâu cô mới lắp bắp mở miệng. Hoàng phủ Ngạn Tước dừng lại động tác ăn cơm, vẻ mặt không được tự nhiên nhìn cô, cực kỳ nhẫn nại chờ đợi cô lên tiếng. Liên Kiều kéo kéo môi, lập tức ngẩng đầu lên cẩn thận nói ra nghi vấn trong lòng mình cái kia, tối hôm qua tôi, chuyện tối hôm qua là như thế nào, tôi khi dễ anh sao? Cô suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được chính mình đến tột cùng là đã khi dễ người đàn ông này như thế nào. Hơn nữa, chuyện này không phải người chịu thiệt là con gái sao? Trong ấn tượng của cô, tối qua chính anh là người thô bạo với mình trước. Hoàng Phủ Ngạn tước vương tay nâng cầm của Liên Kiều, cô theo bản năng mà ngửa mặt lên nhìn anh, trong lòng chấn động, cặp mắt đen kia phản phất có năng lực uy hiếp mạnh mẽ, vây chặt cô, khiến cô ngã sâu vào cặp mắt sâu thăm thẳm kia. Nhất thời, cô không còn tâm trí nào để hỏi anh. Nhà đầu ngốc, chuyện nam nữ làm sao có thể dùng miệng để nói cho em hiểu được. Nói tới đây, môi mỏng của anh nhả ra một câu, rồi đột nhiên tiến tới gần, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại trước mặt cô. Nếu không chúng ta tái diễn lại một màn hôm qua đi. Mùi lông đảng hương trên người của anh không ngừng sọc vào mũi, mang theo một loại hương vị đầy mê hoặc mặt liên kiều lập tức đỏ bừng, cô liều mạng lắc đầu, bàn tay nhỏ bé còn đung đưa. Không, 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 tính tính. Cô mới không cần như vậy. Tối hôm qua mọi chuyện trước khi cô đã mất đi ý thức cô đều nhớ rõ, ngẫm lại cũng đã rung hết cả người rồi. Hoàng Phủ ngạn tức nhìn vẻ mặt của cô giống như hoa lê mang theo một tia ửng hồng, cực kỳ mê người, vô cùng đáng yêu. Anh không nhịn được cười ha ha, khiến cho sự lo lắng hôm qua của anh hoàn toàn biến mất lúc này anh cảm thấy vô cùng khoái trá à đúng rồi liên kiều đột nhiên kêu lên một tiếng sao vậy chúng ta mau ăn nhanh đi không phải hôm nay cái tay hoàng phủ ngạn tước kia sẽ tới không không sao tôi muốn chuẩn bị thật tốt một phen liên kiều dùng tốc độ nhanh hơn ăn cơm nha đầu kỳ thật vẻ mặt hoàng phủ ngạn tước thoáng mất tự nhiên anh thật sự rất muốn tìm thời điểm nói rõ cho cô mình chính là hoàng phủ ngạn tước nhưng anh lại không có cách nào mở miệng nói rõ hơn nữa với cá tính của liên kiều nếu như cô phát hiện ra mình vẫn luôn lừa gạt mình nói không chừng lột da trút gân cốt của anh cũng có thể chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ ai nha đúng rồi cung quý dương hoàng phủ ngạn tước trông như thế nào liên kiều lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt cô vẫn không biết bộ dáng của hắn vạn nhất lại chỉnh sai người thì làm sao hoàng phủ ngạn tước ngẫm lại cuối cùng quyết định kiên trì bí quá hóa liều anh đứng dậy đi khỏi nhà ăn không bao lâu sau anh lại trở lại trong tay còn cầm rất nhiều ảnh chụp đây là người hôm nay sẽ tới hồng kông hoàng phủ ngạn tước đem ảnh chụp đặt trước mắt liên kiều nhẹ giọng nói liên kiều vội vàng cầm lấy ảnh chụp liếc qua một cái liền than thở trời ạ à, thì ra hoàng phủ ngạn tước lại phong độ đẹp trai như vậy quả thực còn đẹp hơn cả minh tinh ý chứ hoàng phủ ngạn tước nghe xong mấy lời này không biết như thế nào trong lòng cực kỳ không thoải mái theo bản năng mà phản kháng phong độ đẹp trai như vậy sao anh sao lại không biết tên kia đẹp trai phong độ như thế nào liên kiều liều mạng gật đầu ánh mắt lóe sáng si mê anh ta quả thực rất đẹp trai nha ai anh nói xem anh ta thế nào lại không đi làm minh tinh nếu nói anh ta là minh tinh hẳn các cô gái đều điên cuồng vì anh ta hoàng phủ ngạn tước càng nghe càng thấy không thoải mái giật lấy ảnh chụp trong tay liên kiều em thích hắn ý thức được khả năng này có thể xảy ra anh cảm thấy trong lòng như bọ bóp nghẹt lại liên kiều không hề thấy sắc mặt khó coi của hoàng phủ ngạn tước cô còn hào hứng nói rằng đẹp trai phong độ như vậy có ai mà không thích là một phụ nữ ai cũng đều sẽ thích lúc trước tôi mà biết vị hôn thê của tôi đẹp trai phong độ như vậy nhất định tôi sẽ liều chết mà tìm tới cửa một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh xúc động nói. Anh với hắn, em thích ai hơn? Vấn đề này làm Liên Kiều trở nên cứng nhắc, cô ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhất thời không hiểu ý tứ của anh. Một lát sau, cô mới kịp phản ứng, cười khờ dại trả lời. Đương nhiên là tôi thích anh, bởi vì anh sẽ thương yêu tôi, còn có. Cô nói xong liền đem ảnh chụp dơ lên trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghiêm túc mà nói rằng thực ra hai người các anh đều rất đẹp trai phong độ chẳng qua lại là hai người không hề giống nhau anh xem anh ta là đồ xấu xa nhìn hình anh ta có một loại mê hoặc lòng của con gái lông mày đào hoa tà mị nhưng mà anh thì khác thật tao nhã cao quý lại giống như là vương tử vậy hấp dẫn vô số người kỳ thật cái loại đẹp trai mà cao cao tại thượng này khiến người khác không dễ dàng tiếp cận được liên kiều cẩn thận phân tích diện mạo của hai người trong lòng Hoàng Phủ Ngạn tước lúc này mới cân bằng lại một chút, nếu như Liên Kiều thực sự thích cung quý dương, thì không chỉ có anh chờ chết, mà ngay cả sầm tử tranh cũng sẽ không tha cho mình, như vậy chẳng phải là không trộm được gà mà còn mất thêm nắm gạo sao. Ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu xuống, tôn lên vẻ hoàng kim của chiếc Bugatti sành điệu đang phóng với tốc độ cao trên đường, ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến thân xe càng trở nên xa hoa, diễm lệ. Trong xe tràn ngập âm nhạc sống động, Hoàn toàn đối lập với vẻ mặt phẫn hận của chủ xe. Hoàng Phủ Ngạn Tước, tên đáng chết, có tật giật mình phải không, mau mau hiện thân cho ta. Cung quý dương mặc bộ âu phục nhàn nhã, vừa lái xe vừa chửi thề Hoàng Phủ Ngạn Tước. Tên kia thế nhưng lại tắt điện thoại, rõ ràng là đang trốn tránh. Khi anh biết Hoàng Phủ Ngạn Tước lại giả mạo tên mình, quả thực cả nghĩ tới giết người đều đã từng. Làm cái gì, cô bé kia hẳn là vị hôn thê của Hoàng Phủ Ngạn Tước đi như vậy là xảy ra chuyện gì tắt điện thoại cung quý dương tự hỏi một chút lập tức môi hơi cong lên lộ ra một tia cười xấu xa nếu tên kia trốn tránh không dám ra mặt vậy thì để cho hắn chủ động xuất hiện đi nghĩ đến đây cung quý dương càng cười vui vẻ hơn quay đầu xe sau đó chạy như bay theo hướng ngược lại liên kiều a à, tớ đã tính kỹ rồi làm như vậy có phải tốt nhất không tại một chỗ trong rừng cây phỉ nhi lo lắng nhìn liên kiều nói yên tâm không có vấn đề gì rắc rối cả con đường này là là đường xe ắt sẽ chạy qua mà đi đường này thì cảm giác không hề muốn đi đường này nhìn xem đường này cây cối che khuất thật bí ẩn liên kiều vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán phỉ nhiên nhìn bốn phía nuốt miếng nước bọt nói rằng thân ái liên kiều ý tớ không phải nói nơi này có bí ẩn hay không nơi này là vườn cây của trường vạn nhất bị hiệu trưởng phát hiện cậu làm như vậy nhất định sẽ không tha cho cậu đâu cái gì mà không tha cho mình tớ luôn không ăn cơm thừa bởi vì liên kiều ban ngày đã nghe hoàng phủ ngạn tước nói qua trung văn cô lại không biết nhiều nên nhất thời không kịp phản ứng lại ý tứ của phỉ nhi phỉ nhi trắng mắt nhìn cô liên kiều ý của tớ là nếu chuyện này bị hiệu trưởng biết nhất định sẽ trừng phạt cậu liên kiều ngừng động tác trên tay yên tâm đi ông ấy làm sao mà biết chỗ này tớ đã quan sát lâu rồi không thành vấn đề phỉ nhi cảm thấy một trận mê muội lần này cô cũng không có biện pháp tin tưởng liên kiều mấy ngày nay nha đầu này thần thần bí bí quan trọng hơn là cô ấy thế nhưng hôm nay trời vừa sáng liền lôi mình tới nơi này lại thấy một cái hố to cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì đúng rồi tối hôm qua liên kiều cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tối qua cậu đến tột cùng là đi đâu không phải nói sẽ đi xem biểu diễn sao cậu biết không Ba người bọn tớ đứng ở cửa hồng quán đợi cậu rất lâu, cậu lại không bật di động, thật sự là rất kỳ lạ nha. Phỉ Nhi nhất quyết hỏi rõ ràng chuyện này, nếu không cô không thể an tâm mà ngủ được. Nhà đầu này rất kỳ quái, hai người là bạn tốt đã lâu, cô lại có chuyện gì đều kể cho mình. Liên Kiều nghiêng đầu ngẫm lại, rầu rĩ nói. Tối qua, tối qua tớ đến nhà bạn. Phỉ Nhi một tay bắt lấy tay cô, tức giận nói rằng. Liên Kiều cậu nói dối tớ phải không? Cậu ở Hồng Kông làm gì còn bạn nào? Tại sao tớ lại không biết? Nhìn Phỉ Nhi thực sự tức giận, Liên Kiều biết mình lỡ miệng, sau đó mới ôm lấy cô, làm nũng nói. Phỉ Nhi, cậu đừng tức giận, được rồi được rồi, kỳ thật tớ không nói cho cậu, vì tớ cũng không biết nên nói với cậu như thế nào. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có cái gì không thể nói với tớ? Chẳng lẽ? Phỉ Nhi vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ cậu làm chuyện phạm pháp nhưng không thành? Phỉ nhi, cậu đang nói gì đấy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên yếu siêu. Trong lòng của cậu, tớ chính là loại người này sao? Vậy cậu nói đi, đừng để tớ lo lắng được không? Phỉ nhi vẻ mặt lo lắng. Ai? Liên Kiều ra bộ dương dương tự đắc dựa vào thân cây, nhìn ánh mặt trời xuyên qua vòm lá chiếu xuống người cô. Cậu cũng không biết tối qua tớ thảm thế nào đâu, tối hôm qua tớ tới biệt thự trên núi của cung quý dương cái gì phỉ nhi trừng lớn hai mắt cậu tới khu nhà cao cấp trên lưng núi à phỉ nhi tớ gặp họa lớn rồi liên kiều vẽ mặt như đưa đám sợ tới mức phỉ nhi đều muốn hồn bay phách tán cậu cậu bị làm sao có phải cậu ăn trộm đồ vật quý báu nào nhà người ta hay là cậu phá hư cái gì rồi cô vội vàng hỏi liên kiều vô lực lắc đầu cực kỳ nhỏ giọng nói tớ đem tớ cùng quý dương nói nửa ngày cô thủy chung vẫn không nói nổi nhưng mà phỉ nhiên nghe thấy cô có chút gì đó lạ cô nhìn vẻ mặt liên kiều trong lòng xuất hiện cảm giác mãnh liệt trời ạ à, cậu không phải là đem anh ta giết chứ cô bắt đầu nghĩ tới tình huống đen tối liên kiều vẻ mặt quái dị nhìn phỉ nhi phỉ nhi à cậu thật đáng ghét cậu nói cái gì đó giết người làm sao cô có thể nghĩ đến? Liên Kiều cho là trí tưởng tượng của mình cũng rất phong phú, này mới phát hiện Phỉ Nhi còn phong phú hơn. vậy cậu ấp a ấp úng như vậy, tớ mới hoài nghi. Phỉ Nhi bất mãn nói. Liên Kiều nhăn cái mũi nhỏ, tớ ấp a ấp úng là bởi vì tối qua, tối qua tớ đem cung quý dương làm. khi dễ, khi dễ. Phỉ Nhi không rõ cô nói thế là có ý gì. có lẽ nào, cô nàng này thường xuyên khi dễ người ta liên kiều thấy cô không hiểu nên mới nói thêm ui chao chính là tớ đối với cung quý dương cái kia cái gì phỉ nhi không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô muốn làm gì lập tức thét lên vang cả rừng cây đến chim chóc cũng bởi vì tiếng thét của cô mà sợ tới mức lập tức bay lao sao liên kiều xoa xoa lỗ tai bước lên bịt miệng cô lại không cần hoảng sợ như vậy đợi tới lúc hắn đầu hàng sẽ có bạn học khác tới phỉ nhi bắt lấy tay liên kiều gấp gáp hỏi liên kiều cậu nói cho tớ biết đi có phải hắn đã cường bạo cậu rồi không nếu không phải cậu cam tâm tình nguyện thì đó là hắn phạm tội cậu hoàn toàn có thể đi kiện hắn liên kiều liếc trắng cô một cái phỉ nhi cậu không nghe rõ rồi tối qua là tớ khi dễ người ta chứ không phải hắn khi dễ tớ phỉ nhi trừng to mắt hai tay vỗ vỗ bả vai liên kiều cậu được đấy việc này mà cậu cũng dám làm quả thực là tớ phục cậu cậu nói xem cậu khi dễ người ta như thế nào có phải là thấy bộ dạng người ta rất xuất đẹp trai nên nhịn không được bàn tới người đàn ông kia bộ dáng đúng là mê hoặc lòng người nhất là phụ nữ càng muốn đến gần hơn cô vẫn cho rằng nha đầu liên kiều này đối với chuyện nam nữ thì thuần khiết như một tờ giấy trắng dường như là ngu ngốc không nghĩ tới lần này lại chủ động người ta liên kiều sau khi nghe phỉ nhi hỏi vậy khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một tầng mờ mịt Cô nhún vai nói, không biết, bởi vì lúc ấy là 12 giờ, khi dễ người ta ra sao cụ thể tớ không nhớ rõ lắm. Phỉ nhi thiếu chút nữa nghẹn họng, hơn nửa ngày sau, cô mới mở miệng nói. Cậu nói cái gì? Chuyện này phát sinh vào sau 12 giờ sao? Vậy cậu làm sao mà biết được? Chỉ cần sau 12 giờ, Liên Kiều sẽ lập tức ngủ như heo không biết trời đất là gì, làm sao lại biết xảy ra chuyện gì? Thật sự là quái dị. Liên Kiều cực kỳ buồn rầu, nhíu mày nói. Đúng, cung quý dương nói, cậu cũng không biết đâu, sáng nay bộ dáng hắn trông cực kỳ bi thương. Cô cảm thấy ấy nấy, chuyện này mình cần phải phụ trách. Cho tới tận bây giờ, cô còn đang loạn đây. Phỉ nhi lập tức hiểu ra, đột nhiên cô giơ tay lên phát vào cánh tay liên kiều. Này, phỉ nhi, cậu làm gì vậy, đau quá. Nhà đầu chết tiệt này, thật là đáng chết, cậu thật hồ đồ đi, cái gì mà khi dễ người ta, chính là bị hắn khi dễ thì có trời ạ à, phải làm sao bây giờ cậu lại cứ như vậy mà thất thân tên đáng chết kia có tiền thì hay lắm à thưa dịp cậu mê man lại chiếm tiện nghi của cậu còn vu oan giáo họa cho cậu thật quá đáng mà vẻ mặt phỉ nhi khiếp sợ cùng phẫn nộ phỉ nhi vô cùng sốt ruột phải làm thế nào đây nếu như hôm qua cô có thể coi chừng liên kiều thì đã không có chuyện gì cô ấy sẽ không phát sinh chuyện này trời ạ à, cô ấy đơn thuần quá rồi phỉ nhi chỉ biết nam nữ ở cùng một chỗ nhất định sẽ có chuyện không may đi liên kiều há hốc mồm cô ngây ngốc nói không thể không thể nào nếu tớ không làm vậy tại sao hắn lại gạt tớ đứa ngốc anh ta đương nhiên muốn gạt cậu kẻ có tiền đều giống nhau chuyện gì mà không làm ra được cậu thật sự là rất đơn thuần sao cậu có thể dại khờ như vậy mắc mưu của anh ta hiện tại tớ lo lắng cho cậu còn không biết tối qua anh ta có làm việc gì vô lễ với cậu không đâu vạn nhất cậu phỉ nhi nói tới đây đột nhiên ngừng lại dù sao cô cũng lớn hơn liên kiều vài tuổi loại chuyện này nói ra cũng không được tự nhiên tuy rằng bây giờ xã hội rất cởi mở nhưng liên kiều đơn thuần như vậy quả thực nếu như cô ấy vô duyên vô cớ bị như vậy ngộ nhỡ mang thai thì sao người đàn ông kia sẽ thừa nhận hay chỉ là vui đùa một chút thôi nếu như vậy chẳng phải hạnh phúc cả đời này của Liên Kiều sẽ bị hủy hoại sao? Ngộ nhỡ cái gì, Phi Nhi, cậu có gì thì nói luôn ra đi." Liên Kiều vội vàng hỏi. "Phi Nhi không biết phải nói như thế nào, cuối cùng đành rầu rĩ nói. "Chiều nay tớ với cậu tới bệnh viện." Ách, Liên Kiều không kịp phản ứng. "Được rồi, không cần hỏi lại, tóm lại, về sau cậu cẩn thận một chút cho tớ, buổi tối nếu cậu lại đi ra ngoài cậu sẽ chết đấy, có nghe không?" Phỉ Nhi cố ý hung ác đe dọa cô. Liên Kiều nhìn Phỉ Nhi như đang tức giận, vì thế mới nhu thuận gật đầu, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Thực ra mọi chuyện đều từ tên Hoàng Phủ Ngạn trước kia mà ra, nếu không phải do hăng, tớ cũng không phải tìm cung quý dương để hỏi hắn ở đâu, nhưng mà... Hắc hắc! Cô lại vô tâm vô phế cười rộ lên, cười đến vẻ mặt trông rất khủng bố, cực giống một siêu cấp ác ma khiến người ta kinh hãi. Nhưng mà cái gì? Trong đầu Phỉ Nhi lại dâng lên loại cảm giác quen thuộc, mỗi khi Liên Kiều cười đáng sợ như vậy, chính liềm báo cô ấy chuẩn bị đùa bẩn ai đó. Khóe mắt Liên Kiều lóe ra một ý tưởng trả thù. Hắc hắc, hôm nay Hoàng Ngạn tức nhất định sẽ đến bến cảng, hơn nữa anh ta cũng sắp tới rồi, tớ nhất định phải khiến cho anh ta thật thảm mới được. Phỉ Nhi trừng to mắt, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, cô nhìn cái hố to dưới chân Liên Kiều, dùng sức nuốt nước miếng ực một cái. Liên Kiều, không phải cậu muốn ở chỗ này chờ anh ta đi. Liên Kiều cười lộ ra lúng đồng tiền. Không bao lâu nữa, đương nhiên tớ nhìn thấy ảnh chụp của anh ta liền có dự cảm, tên đầu heo này đang trên đường lớn tới cảng đó. Liên Kiều à, tớ nghĩ, người ta dù sao cũng là tứ đại tài phiệt, cậu trêu đùa như vậy, không được. Phỉ nhi, cậu là bạn tốt của tớ, cậu cũng thấy đấy, tên hoạt phủ ngạn trước kia khi dễ tớ, nhưng lại cùng một chỗ với cây đu đủ kia, xem như anh ta không hề để tớ vào mắt đi." Liên Kiều phẫn nộ nói, "Nhưng mà người ta cũng đã giúp cậu trả 100 vạn nợ tín dụng rồi, coi như hòa đi." Nhảm. Liên Kiều khinh khỉnh đáp, "100 vạn có thể mua tớ sao? Huống chi chỉ là đô la Hồng Kông thôi nha, Phỉ Nhi, cậu cũng đứng về phía anh ta sao? Nếu vậy tớ liền không để ý tới cậu nữa, được rồi, đến đi, mau giúp tớ, một chút nữa là được rồi." Phỉ nhiên nhẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà tiếp tục giúp đỡ Liên Kiều hoàn thành công tác còn gian dở, trong lòng không khỏi lầm bẩm hoàng phủ ngạn tước, toát mồ hôi. Ánh nắng vàng tươi len lỏi vào từng nhánh cây kẻ lá, lộ ra một khung cảnh tuyệt trần sống động, kỳ thực là vô cùng sống động, vốn dĩ cảnh này sẽ khiến cho tâm tình người ra cực kỳ an lành, nhưng bởi vì có kẻ phá hư mà trở nên nặng nề. Chỗ này chém. Đại học Hồng Kông bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tụng năm tụng ba tốt sinh viên đi lại trong thư viện tâm tình tương đối tốt cùng nhau tìm một chỗ ấm áp làm nơi lý tưởng để tụ họp khuôn viên trường vốn náo nhiệt giờ đây tràn ngập hương vị an tĩnh mãi cho đến khi cứu mạng a à, cứu mạng một chiếc xe xoa hoa đang chậm rãi tiến trên con đường tới trường sâu trong rừng câu tại một góc nào đó bỗng phát ra thanh âm kêu cứu khiến cho không gian yên tĩnh như bị đánh thức tiếng kêu này nghe cực kỳ thảm thiết lập tức chui vào lỗ tai người lái xe chi, xe đột nhiên phanh gấp, theo quán tính lập tức dừng ở phía trước. Không nghe lầm chứ. Hình như có người kêu cứu mạng mà. Cứu cái gì mạng mà? Nơi này không phải vườn trường sao? Một cánh tay cao lớn mở cửa xe ra, ngay sau đó, cung quý dương một thân anh Tuấn phi phạm từ trên xe bước xuống, sải bước dưới ánh nắng, đôi mắt đa tình mang theo mị hoặc. Cứu mạng A, à, mau tới cứu tôi A, à, không ai tới cứu tôi chết mất. Tiếng kêu cứu ngày càng gần, truyền tới lỗ tai, cung quý dương như tiếng máy khoan điện, mang theo tiếng khóc khác thường. T. Cung quý dương nhíu mày xoa xoa lỗ tai mình, cô gái này cầu cứu mà thanh âm như được bật ở mức đề, si bền cao nhất có thể ý, nhưng mà nghe thế nào lại thấy hình như mình lại có chút vui sướng khi người khác gặp nạn vậy. Chết đến nơi rồi còn sướng. Nghĩ đây là trò đùa dai, kết quả là, anh cũng không muốn đi quản nhiều chuyện không đâu, dù sao lần này anh tới là có chuyện cần giải quyết quan trọng nhất cung quý dương lại không tìm được cái tên hoàng phủ ngạn tước chết tiệt kia cho nên anh chỉ có thể trực tiếp tới đại học hồng kông tìm nha đầu tên liên kiều lần này trừ Hoàng phủ ngạn tước anh cũng không có nói với bất kỳ ai cho nên anh cũng không tính toán làm kinh động trường học hay bất kỳ ai cả anh cần phải tìm được nha đầu liên kiều việc này hẳn là đơn giản cung quý dương tràn đầy tự tin thậm chí không cần nhìn ảnh chụp nha đầu này anh tự tin cho rằng cô hẳn là nghiên cứu sinh ngành y học của đại học hồng kông đi có thể tìm được ngay lúc cung quý dương vừa định nhấc chân lên xe cứu mạng a à, cứu mạng là đàn ông mau tới cứu người đi a à. biết bị lừa rồi sao vẫn ngu chui đầu vào rõ. thanh âm bén nhọn cùng tiếng khóc như vang tới tận trời xanh lại rơi vào tai cung quý dương là đàn ông mau tới cứu người đi lạ thật kỳ quái cái người này sao lại biết giờ khắc này là có đàn ông đang tới vậy cung quý dương bên môi gợi lên một tia hứng thú ngược lại anh lại muốn nhìn xem rốt cuộc ai mà lại thú vị đến vậy có thể nói cung quý dương là một trong số tứ đại tài phiệt có độ thẳng thắn cực cao không giống với lăng thiếu đường luôn giả bộ đứng đắn hay lãnh thiên dục giả bộ thanh cao lại càng không giống với hoang phủ ngạn tước giả bộ cao ngạo anh cho tới bây giờ cũng không hề che giấu hứng thú của bản thân mình đem xe đánh vào lề đường anh một đường dọc theo hướng tiếng kêu cứu phát ra tao nhã trầm ổn đi tới từng bước đi vào sâu trong rừng cây. Càng đến gần, tiếng kêu cứu lại càng to hơn, cuối cùng, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy một tiểu cô nương ngã ngồi đó không xa. Nói là tiểu cô nương cũng không hề sai, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô cùng bộ dáng uể oải, quần áo đơn giản nhưng cũng đủ để lộ ra nét thanh xuân trên cơ thể, mái tóc dài cũng được buộc thành đuôi ngựa, trên trán một vài sợi tóc rủ lòa xòa, đôi mắt to trông giống như mắt chúa giê -xu vậy, nhưng mà, từ từ, Cô bé này màu sắc đồng tử có chút kỳ quái, bởi vì cách một đoạn nên cung Quý Dương cũng không quan sát rõ được màu sắc đồng tử của cô. "Uy, bên này, bên này a." À. Liên Kiều liếc mắt nhìn bóng dáng người đàn ông xuất hiện cách đó không xa, hưng phấn giang hai tay lên. "Đúng vậy, đây chính là người đàn ông trong ảnh, Hoàng phủ ngạn tước. Đáng chết, anh ta rốt cuộc cũng tới rồi sao, cô nhất định phải chỉnh chết anh ta đi." "Tiểu cô nương, em sao vậy?" Cung Quý Dương cũng không hề biết Liên Kiều sắp giành được thắng lợi, chỉ cảm thấy biểu tình của cô bé này có chút kỳ quái, nhất thời không phân biệt được cô là đang khóc hay cười nữa. Không phải là bị chuột trút chứ. Tôi nói này anh già à, CV là lão huynh, anh không phải là mắt đâm vào cửa sổ không thấy gì chứ. Chân tôi đau quá, đau quá. Liên Kiều nhìn bên môi anh cười nhàn nhạt liền cảm thấy chói mắt, hận không thể lập tức tới mắng cho anh ta một trận. Chính là tên này, Ý vào sắc đẹp đi câu tam đáp tứ không nói, còn dám cự tuyệt đám hỏi với mình. Thật sự là buồn cười, anh chướng mắt mình, mình còn cảm thấy chướng mắt anh ta hơn ý, tuy rằng anh ta so với trong ảnh còn đẹp trai hơn, còn mê người hơn. Nhìn bộ dạng cô, cái miệng nhỏ nhắn không muốn buông tha người, cùng quý dương càng thêm hứng thú, anh rõ ràng ngồi sống xuống, nhẫn nại nhìn cô, biến nhạc nói rằng: "Tôi thấy em hình như còn rất nhiều khí lực đi." thanh âm của anh dường như có thể xuyên thấu rừng cây chui qua kẻ lá lọc vào tai tôi nói vậy hẳn là vết thương không làm khó em đi một câu nói khiến liên kiều thiếu chút nữa tức giận muốn đứng lên nhưng bàn tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt hận không thể đánh tê liệt hết xương cốt của anh ta đi anh thật sự là thổ đại nha là loại một chút phản ứng khi người khác gặp khó khăn cũng không có nếu tôi không lớn tiếng kêu cứu như vậy vạn nhất tới tốt cũng không có người tới cứu tôi thì làm thế nào ai nha, tôi chỉ nói vô nghĩa, chân tôi rất đau nha. Người đàn ông này quả thật là khó đối phó, muốn anh ta tới gần quả thực khó khăn. Nói không quá thì tứ đại tài phiệt quả thực là một đám hồ ly, cáo già. Cứu một người mà cũng phải đề phòng như vậy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cung Quý Dương buồn cười nhìn tiểu nha đầu trước mặt, thật là giả tạo, không hề nhìn ra có chút nào đau đớn cả. Đúng là tứ đại hồ ly, Liên Kiều coi như tép rồi, tí ta chỉnh chết ngươi, cùng quý dương. Nhưng mà, hắn luôn có thú vui muốn nhìn thấy lòng người khác, ngay cả những người cần sự trợ giúp, không hề thương hoa tiết ngọc, anh vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Gọi cung quý dương là hắn nhé. Được rồi, tôi liền gắn gượng giúp em vậy. Cung quý dương tủng tỉm cười, rồi mới chậm rãi đứng lên, ánh mặt trời bị dáng người cao lớn của hắn che khuất. Trong lòng Liên Kiều bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, cô khẩn trương nhìn hắn, cùng quý dương đang tiến tới gần cô. Hô hấp của cô dần trở nên không ổn định, mà ánh mắt cũng thuận tiện dời tới dưới chân hắn. Gần chút, lại gần một chút, lại gần thêm chút. Liên Kiều mặc niệm thầm trong lòng, cái loại cảm giác sắp đạt được thành công đáng lẽ đã phải được bộ lộ, nhưng mà đúng lúc này. Bước chân tao nhã nên xuống đất tại thời điểm máu chốt lại dừng lại. Ách! Liên Kiều chấn động, Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngày một gần mình bằng ánh mắt quái dị, trong lòng rợn lên một trận sợ hãi. Này, anh, anh còn đứng sững ở đấy làm gì? Mau lên cứu người đi. Cô đang gần chết, đáng chết, không phải hắn lại phát hiện ra điều gì chứ? Chú Dơ Sơ, Phật Tổ Thích Ca Màu Ni, Ngọc Hoàng Đại Đế, quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhất định phải phù hộ cho cung thành công nhá, để hắn tới gần thêm chút nữa đi. Cung Quý Dương bên môi hơi kéo, Đôi mày anh Tuấn cũng nhếch lên, hắn không nói gì, mà nhìn Liên Kiều đang khiếp sợ lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó lại ngồi phịch xuống đất. Liên Kiều cảm thấy da đầu cũng rung lên, cô dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Này, anh ngồi xuống làm chi? Chẳng lẽ anh không định cứu tôi à? Đàn ông đáng chết, nếu không phải cô đã chuẩn bị tốt, thật muốn thay đổi phương án, một cưới đá nát gương mặt đang cười quỷ dị của hắn. Lẽ nào cứu người lại khó khăn như vậy? tên này thật đúng là không có tâm cung quý dương đã thu hết vào mắt vẻ mặt lo lắng của cô hắn ngược lại không hề hoang mang nói cứu nhất định phải cứu chẳng qua là tôi còn chưa nghĩ ra lý do tại sao lại phải cứu em cái gì đây là lần đầu tiên liên kiều nghe thấy lý luận này cô thốt lên này anh có phải là đàn ông không cứu người chính là cứu người còn muốn có lý do sao đuổi đi người bạo lực trợ giúp những người nhỏ bé yếu ớt như chúng tôi là chuyện đáng làm của đàn ông các anh. Cung Quý Dương nghe vậy, mày khẽ động, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Em là nói muốn, trừ bạo giúp kẻ yếu, đi. Nhà đầu này nhiễu nhiều như vậy hẳn là ý này đi. Xem ra cô nàng này trung văn còn chưa rành lắm. Bởi vì sầm tử tranh là người Đài Loan, cho nên đừng nói là trung văn hiện đại, mà ngay cả những từ cổ đại rườm rà chi, hô, giả, giả, Cung Quý Dương cũng tinh thông vô cùng. Rất không có cảm tình với Cung Quý Dương. Ách. Trên mặt Liên Kiều lộ ra một tia xấu hổ, cô ra vẻ trấn tĩnh dương giọng nói. Tôi nghĩ thế nào thì nói thế, không giống anh, không phải là đàn ông. Cô cùng hết khả năng mình đi kích thích hắn, làm sao hắn có thể như vậy? Tên này tự như là không dễ lừa rồi. Cung Quý Dương nghe cô lên án, cười ha hả. Tôi sống 28 năm Hôm nay mới có người phủ nhận thân phận nam giới của mình. Liên Kiều can thêm lo lắng, làm ơn đi, chiều nay cô còn không lên lớp đấy, còn đứng ở đây lôi kéo hắn, sớm muộn gì cũng phải khiến hắn giúp mình. Này, rốt cuộc anh có cứu tôi không? Tôi thật sự không động đậy được, anh yên tâm, anh cứu tôi một mạng tôi tuyệt đối sẽ không quên. Cung quý dương nhổ một túng cỏ xanh, sau đó biến nhát dương dương tự đắc nhìn cô, bộ dáng đầy tà mị em hình như không giống với người cần giúp đỡ đi vì sao liên kiểu thốt lên dùng tốc độ cực nhanh trả lời khiến người khác phải hoài nghi cung quý dương cười cười nhìn ánh mắt em một chút xíu dục vọng cầu xin giúp đỡ đều không có nói đi ai sai em đến liên kiều mướt mồ hôi ối mẹ ơi người đàn ông này ánh mắt quả thực sắc bén quá đi ngay cả ánh mắt cô biểu đạt cái gì chỉ liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra a à? làm thế nào đây đại não cô cũng chuyển động rồi liên kiều không biết nói gì cung quý dương đã từng trải qua nhiều năm trên thương trường từ nhỏ đã là một nhân vật được chú ý tất nhiên tầm kế mưu kế hẳn đã thành năng lực cơ bản của hắn dù sao liên kiều cũng chỉ là một học sinh cho dù lòng dạ có thâm sâu như thế nào cũng không bằng một góc của hắn nhưng mà liên kiều căn bản không biết điểm ấy mà cung quý dương luôn luôn tự tin vào điểm ấy cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì làm hắn buông lòng cảnh giác Tôi không biết anh đang nói cái gì, cái gì ai sai a? À? Chẳng lẽ lại có người sai tôi ở trong này làm gì sao? Thật là, không cứu thì không cứu đi, việc gì phải ở đây nói móc, hư. Liên Kiều hạ mắt xuống cố ý nói. Nếu mà nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhất định cô sẽ không để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình. Được rồi. Cung Quý Dương đứng dậy, vẻ mặt tà mị vuốt bàn tay. Một khi đã như vậy, tôi đi, à đúng rồi hắn cuối cùng lại bổ thượng một câu cái kia kêu nói mát không gọi gió lạnh nói nhớ kỹ tiểu cô nương lần sau tình thế cấp bách thời điểm biệt còn nói sai lâu nói xong hắn thực sự xoay người đi về phía ngược lại này đây quả thực là điều khiến liên kiều bất ngờ cô không nghĩ tới người đàn ông này lại nghe lời như vây vừa mới nói không cần hắn cứu hắn liền không cứu thật là tức chết người đi Liên Kiều nhìn bóng dáng anh Tuấn của cung quý dương, dẫn đến hàm tăng đều ngứa lên, lập tức nhặt lấy cục đá nhỏ bên người, dùng sức ném về phía hắn. Ai u? Cung quý dương kêu đau đớn, hòn đá này chuẩn xác nện vào cái ót của hắn, hắn xoay người, vẽ tà mị trên mặt lại hiện lên bên môi. Hừ, trong lòng Liên Kiều đã sớm nở hoa, cô cố ý trừng hắn, vẽ mặt như đang xem chuyện vui vậy. Tốt nhất là hắn tức đến tắt thở mà chạy tới tìm mình tính sổ, như vậy hắc hắc hắn liền trúng bẫy của mình ha ha thật là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con cung quý dương lướt qua cô trong giây lát mau quan chợt lóe bên môi lại gợi lên nét cười đầy tà mị bộ dáng thản nhiên nhìn xem liên kiều sẽ làm gì tiếp xoay người định ai ngờ lúc hắn vừa định cất bước đi hoa wow. một tiếng khóc như heo bị chọc tiết lần thứ hai vang lên làm hắn kinh động cung quý dương lập tức quay đầu lại lại nhìn thấy tiểu cô nương đang chôn mặt ở hai tay khóc vô cùng thương tâm này em khóc cái gì bị đánh là tôi nha hắn không nghĩ tiểu cô nương này lại có tâm phá hư như vậy lại còn dùng đá ném người anh anh khi dễ người ta thấy thấy chân tôi đau cũng cũng không cứu giúp chính là chính là muốn anh giúp người ta giúp người ta chữa bệnh mà thôi làm làm gì mà thấy chết cũng không cứu a à. ô ô liên kiều liều mạng khóc lớn đầu và vai còn run kênh bần bật. Cung Quý Dương là một trong tứ đại tài phiệt, cho nên nói nhược điểm duy nhất của tứ đại tài phiệt thì ắt phải kể đến là tiếng khóc của đàn bà. Nếu như nghe được tiếng khóc từ nội tâm của người khác, thậm chí tim đều có thể rụng ra, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc của đàn bà thì cảm giác tự nhiên biến thành chán ghét, không hơn. Nhưng mà tiếng khóc của tiểu cô nương trước mắt này lại khiến trong lòng cung quý dương sinh ra phản ứng thứ ba, đó là ấy nấy. Đã từng gặp bộ dạng sức mướt của cô, hắn cảm thấy mình tự dưng lại buồn vui vô cớ. Có phải cái tiểu cô nương này thực sự bị oan uổng? Nhìn lại cô, gầy tông teo, ốm yếu, tự như đứa bé đơn thuần, cho dù vừa rồi ném đá nhưng động tác cũng hết sức khờ dại, làm sao lại khiến hắn bất lợi được. Ấy nấy trong lòng cung quý dương dâng lên, mình có còn là đàn ông không, lại khiến tiểu cô nương khóc nhè. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ lay đầu, vội vàng hướng về phía liên kiều đang gào khóc nói được rồi tiểu cô nương đừng khóc nữa là tôi không tốt được rồi tôi đưa em đi phòng y tế liên kiều không ngẩng đầu lên mà vẫn oanh oanh khóc nhưng mà cô có nghe thấy lời cung quý dương nói hơn nữa quan trọng là cô thực sự nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đang từng bước tiến tới gần mình a à, tim lại nhảy dựng lên cố che giấy loại kích động trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng chôn sâu vào trong lòng bàn tay tiểu cô nương được rồi cung quý dương ngày một gần liên kiều hắn bước một bước nhìn xung quanh thấy toàn là cỏ xanh lập tức phu phu a à. theo đó cung quý dương hét thảm một yến chỉ thấy cả người hắn biến mất khỏi mặt đấy kế tiếp liền nghe một tiếng bụp một tiếng a à, nhà đầu chết tiệt kia cung quý dương lại rên lên một tiếng thống khổ Ha ha. Liên Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sau khi kế hoạch được thực hiện, cô cực kỳ nghịch ngợm ghé vào phía bên kia đang có hai cái chân không thể cử động được, nhìn cung quý dương đang mang bộ mặt phẫn nộ cùng bất khả tư nghị. Thế nào? Có trời tính cuối cùng vẫn là lọt vào đồng của tôi đi. Ha ha, à, đúng, ngàn vạn lần đừng có dãy dụa nha, cái bảy chuột kia là mới nhất, cho dù lực có lớn, có mạnh, anh càng dãy dụa thì sẽ càng đau, hi hi. Cô thật sự không nhịn được, ngồi xuống, đứng ở trên nhìn xuống hắn, cười đến vỡ bụng. Nhà đầu này, vong ân bội nghĩa, tôi có lòng tốt cứu em, em lại chỉnh tôi. Cung quý dương tái xanh mặt, hắn tức giận tới nỗi đã muốn rút gân ra, nhất là gân chân. Đáng chết. Cô ấy đúng là dùng bộ bẫy chuột để đối phó với mình. Chẳng lẽ mình là chuột sao? Hắn thực sự thấy xấu hổ, may mắn không phải là bẫy thú, sen, bẫy chuột chả là bẫy thú thì là gì hạ anh, nếu không may kẹp trúng động mạch cổ thì chỉ vài giây là teo đời nha liên kiều nghênh ngang đứng dậy xoa thắt lưng cười đến bộ trông giống ác ma vậy này anh đã cho tôi lĩnh giáo lòng tốt của anh thật buồn cười tôi suýt nữa bị anh hại chết anh lại còn bày vẽ vô tội tôi nói cho anh biết nha này đây chỉ là mới bắt đầu thôi chào a ha ha cô nghịch ngợm vẫy chào hắn sau đó chạy ra khỏi rừng cây đáng chết ngươi trở lại nói rõ ràng cho ta chỗ này để ta, ngươi nhé. Cung quý dương giống như con thú gầm gừ, mà chân hắn cũng bị giữ mà truyền đến từng đợt đau đớn. Xưa nay đều là hắn chỉnh người, không ngờ hôm nay thuyền lật trong mương, lại bị nha đầu này chỉnh, nếu tin này truyền ra ngoài, thanh danh anh dũng của hắn liền bị phá hủy. Nhưng mà, hắn rốt cuộc đã đắc tội với tiểu cô nương này ở chỗ nào? Sen, muốn biết đi hỏi hoàng phủ ngàn tước. Xem ra là đã sớm chuẩn bị kỹ cái hổ này không phải vài phút là có thể đào được. Càng nghĩ, chuyện này nhất định là có liên quan tới Hoàng Phủ Ngạn Tước, nếu không làm sao hắn lại gặp phải sự tình này. Hoàng Phủ Ngạn Tước, chờ ta bắt được ngươi, nhất định đem ngươi sẽ thành tám khối. Lập tức, cung quý dương lấy điện thoại di động ra, được lắm, ít nhất là có tín hiệu. Hoàng Phủ Ngạn Tước, hạn cho cậu trong vòng nửa giờ lập tức xuất hiện trước mặt tớ, nếu không cậu nhất định sẽ chết, mau. Hắn bấm một chuỗi dãy số, rống lớn. Ai ngờ? Thực xin lỗi, tạm thời bây giờ tớ không nghe được điện thoại, gọi lại sau, một câu tớ sẽ cố gắng gọi lại, sau đó, túc một tiếng. Tên đáng chết. Thế nhưng lại dùng giọng điệu đó với hắn. Cung quý dương giận tới thiếu chút nữa ra tay. Hoàng phủ tên này, bởi vì đuối lý mà dám trốn tránh mình, ngàn vạn lần đừng cho mình gặp hắn, nếu không nhất định sẽ giết không tha. Ngô! Lúc khí huyết đang dâng trào, chân hắn lại truyền đến từng trận đau đớn. Được lắm, cho dù đau đớn hắn vẫn có thể nhìn được, hắn rõ ràng đang ngồi dưới đất, nhìn cái kẹp chuột đang hôn chân mình. May mắn thay, coi như nha đầu này không phải loại người tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ độc ác, cái kẹp chuột này không phải loại đầu nhọn, nếu như mà là đầu nhọn, chân hắn nhất định sẽ chảy máu. Cung quý dương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đắc tội với nha đầu này chỗ nào mà cô lại ám hại chính mình, nhưng mà xem ra hắn cần phải giáo huấn tiểu nha đầu này một phen thôi hắn ngẩng đầu nhìn cái hố không khỏi hít sâu một hơi cái tiểu cô nương này thật đúng là nhọc lòng vô ích thế nhưng chỉ có thể dùng cái hố sâu như này để hãm hại tốt lắm hắn từ bé đã từng được huấn luyện qua nếu không thì cho dù là không có cải bẫy chuột này cũng không thể bò lên được hắn lại nhìn điện thoại lập tức mở lại nhật ký cuộc gọi bấm gọi điện thoại vang lên không quá hai giây liền chuyển được truyền đến giọng nói không có tí tình cảm nào của lãnh thiên dục này lãnh thiên dục hiện giờ tớ đang ở hồng kông cung quý dương lớn tiếng nói nhìn thấy điện thoại của cậu biết là cậu còn sống lãnh thiên dục trực tiếp nói không hề nể nang gì có ý gì cung quý dương cũng không hề nhẫn nại mà cùng hắn pha trò có thể khiến ngạn tước sợ tới mức không dám làm lộ thân phận cô gái này thật không đơn giản tớ nghĩ hành trình của cậu ở hồng kông cũng chưa chắc suôn sẻ lãnh thiên dục gọn gàng nói tớ vừa tới đại học hồng kông liền bị ám không biết có phải xuống nha đầu kia chính là cô gái ấy không cung quý dương chán nản nói thôi thiên dục tớ bị người ta hại tinh thần và thể xác đã bị thương rất nặng cậu tới bồi tớ đi cung quý dương dùng ngôn ngữ ái mùi nói khiến lãnh thiên dục nhất thời nổi hết cả da gà cậu muốn chết hắn hận không thể lập tức bóp chết cái tên cung quý dương này. Này, cậu sẽ không phải là thấy chết mà không cứu đấy chứ. Nói đúng ra, lần này là cậu tự chui đầu vào lưới, theo như tớ biết, gia tộc của cô gái kia chính là gia tộc tinh thông bói toán cùng gián đầu thuật, thay vì tớ và cậu cùng chết, vẫn là để mình câu. Lãnh thiên dục vô tâm vô phế nói. Cái gì, cung quý dương hét to lên. Cậu sao không nói sớm cho tớ biết, đã sớm nói với cậu cô gái này không dễ động đến lần này cậu gặp kỳ phùng địch thủ rồi chúc cậu thành công một lãnh thiên dục mang theo điệu cười chế nhạo giọng điệu rất hung hăng chúc phúc xong liền cúp điện thoại uy uy đáng chết dám cúp điện thoại của hắn cung quý dương không ngừng phẫn hận trong đầu đang nghĩ đem lãnh thiên dục tới băm làm trăm mảnh ánh mắt hắn lại chuyển tới số kế tiếp trong danh bạ một lần nữa bấm gọi hello thiếu đường Quý Dương. Giọng cậu sao là vậy? Lăng thiếu đường sang sảng nói. Thiếu đường, tớ thật thê thảm, tớ bị cái tên hoàng phủ kia hại chết, sau đó lại bị thiên dục phản bội, hiện giờ tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. Đù chiếu ta chả thấy buồn cười gì cả, thấy ghét thăng này. À, cậu đang ở Hồng Kông đúng không? Lăng thiếu đường không đợi cung quý dương nói xong đã hỏi lại hắn. Ách! Cung quý dương vội vàng mừng rỡ nói. Đúng vậy, tớ hiện giờ đang ở Hồng Kông. Ừ, việc đó, Quý Dương à, kỳ thật không phải huynh đệ không chịu qua giúp cậu, chỉ là tớ tuyệt đối tin tưởng với năng lực của cậu hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn, thử thách, tớ đi qua đó, chẳng phải là thừa thải sao? Tiếng lăng thiếu đường cười trọng trực tiếp lọc vào lỗ tai cung Quý Dương ca microphone. Trong lòng cung Quý Dương đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, hắn cẩn thận hỏi cậu không phải cũng biết hoàng phủ ngạn tước ở hồng kông làm gì đi ai lăng thiếu đường cố ý hùa theo nói nếu như hoàng phủ thật sự cũng đùa thái quá gặp ai không gặp đùa ai không đùa lại đi trêu chọc nữ nhi liên kiều kia hơn nữa còn lấy danh nghĩa của cậu theo tớ biết nữ nhi liên kiều kia ở vương thất nổi danh nghịch ngợm chuyên gây sự quỷ người bình thường nhìn thấy cô ấy đều rất đau đầu nếu như gây thù chút oán với cô ấy để cô ấy hận quả thực so với bị sói ăn còn thảm hơn thứ hai túi sách võng vê đúc vê đúc vê đúc Su bao hai com miễn phí txt tiểu thuyết hạ tái cái gì cung quý dương lại kêu lên một tiếng đôi mắt anh tuấn rất nhanh vì lửa giận mà trừng lên được lắm lăng thiếu đường các người một đám đều biết rõ ràng như vậy liền ném một mình tớ vào hố lửa tôi tôi muốn đoạn tuyệt với các người làm bằng hữu với các người là sai lầm trong đời này của tôi ai nhà quý dương lăng thiếu đường vội vàng nói cậu đừng tùy hứng như thế đều đã từng bôn ba thương trường nói chuyện còn trẻ con như vậy chúng ta là tứ đại tài phiệt vậy cậu nhanh chóng đi theo tớ cùng sống chết đi cung quý dương tức giận nói chuyện đó lăng thiếu đường cười gượng vài tiếng nói thật ra tuy rằng tớ chưa từng gặp tiểu cô nương kia nhưng mà cũng đã gặp một bằng hữu cũng đến từ vương thất với cô ấy theo như người này nói có một lần hắn chỉ cười nhạo cô ấy một chút dùng vài lời khó nghe nhưng mà ngày hôm sau hắn không còn một sợi tóc cũng quá đáng sợ không có tóc có ý gì vẻ mặt cung quý dương đầy cảnh giác hỏi hắn trong lòng có chút hoảng sợ nghe nói cô nhóc kia thừa dịp trời tối thời điểm hắn đi ngủ mang theo mê hồn hương hương gây mê sau đó đem đốt tất cả tóc của hắn không chỉ vậy, ngay cả quần áo hắn cũng bị cháy rụi, cho nên Lăng Thiếu Đường trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: "Quý Dương à, nhất định cậu phải sống sót trở về gặp mặt chúng tớ, về phần chuyện ở Hồng Kông, tạm thời tớ không đi được, tớ và các cậu không giống nhau, gia đình tớ còn có 10 người, vạn nhất tớ chết thì làm sao?" Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, mạnh mẽ nuốt nước miếng, đem đốt tóc người ta, còn đốt cả quần áo, lại còn dùng mê hồng hương. Trời ạ, à, đây rốt cuộc là cái cái dạng con gái gì nha? Hắn cười giống như một tên ác ma, nhẹ nhàng cười. Nhưng mà, cái tên lăng thiếu đường này cũng quá khoa trương đi. Này, thiếu đường, cậu nhẫn tâm nhìn tới chết à? Hắn có ý đồ dùng chính sách dụ dỗ. Quý Dương à, cậu là người kiên cường nhất trong số bốn người chúng ta, dũng cảm nhất cũng là cậu, tớ tin tưởng bằng năng lực của cậu nhất định có thể thu phục được cô nhóc kia, yên tâm, là bạn tốt, tớ là người đầu tiên ủng hộ cậu, lăng thiếu đường sắc son thề thốt, cậu được lắm, thiếu đường, bây giờ mới biết là cậu đạt trình độ này đấy, cung quý dương chỉ còn kém cảm động dàn dụ nước mắt, thanh âm của hắn cũng tràn ngập kích động, ai ngờ, ha hả, ai bảo chúng ta là vào sinh ra tử, tớ tuyệt đối sẽ ủng hộ cổ vũ cậu trên phương diện tinh thần, cùng cậu vượt qua cửa ải khó khăn, lăng thiếu đường xấu xa nói, cái gì? Này, Lăng Thiếu Đường, cậu, cậu vào sinh ra tử cái gì, tôi còn đang bị chuột kẹp đây. Cung Quý Dương quả thực không thể làm gì được. Động viên tinh thần. Có thể tin tưởng tên này sao? Ai u, ca biết là gì luôn. Bên kia điện thoại Lăng Thiếu Đường ngược lại cười vô cùng vô lại. Chỉ một cái kẹp chuột mà có thể giết chết tổng giám đốc cung thị anh Minh lỗi lạc sao? Treo tường đi vách cậu đều xếp số một, chỉ cần một cái động là xong thôi các cậu vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cung quý dương thật sự hận không thể đem lăng thiếu đường từ đầu điện thoại bên kia đánh một đòn vào chỗ hiểm hắn gầm gừ thờ phì phò cúp điện thoại thế này là thế nào còn giống tứ đại tài phiệt sao một đám đều như vậy hoàng phủ đã đành khả năng đã nhận thức rõ cái nha đầu liên kiều nhưng còn lăng thiếu đường cái tên này trời sinh ngông cuồng mà lãnh thiên dục cũng đường đường nắm trong tay nhiều thuộc hạ thế nhưng vì tiểu nha đầu này mà tình nguyện coi như không thấy gì bốn người vốn không sợ trời không sợ đất chuyện quỷ gì mà lại trở nên hèn nhát như vậy ngẫm lại thực sự là buồn cười xem ra ở hồng kông mình hẳn là phải chiến đấu ác liệt một phen cung quý dương lại nhìn cái kẹp chuột đang kẹp chân mình một lần nữa nha đầu chết tiệt kia một chiếc xe xa hoa sừng sững trước mặt đông đảo các sinh viên dưới ánh mặt trời càng toát lên vẻ quý tộc không giống bình thường nhóm sinh viên nữ đang bàn tán sôi nổi ai cũng đang mong chờ chủ nhân chiếc xe lộ diện nhưng mà trong xe trống rỗng không có người liên kiều lôi kéo phỉ nhi cười gian trá nhìn xung quanh liên kiều a cậu nói xem có thể bị hắn trả đũa không tớ cam thấy hơi hoảng sợ còn có chuyện này nhất định hiệu trưởng sẽ biết hắn chính là tứ đại tài phiệt nha phỉ nhi lo lắng yên tâm đi lần này nhất định tớ sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ muốn cho hắn biết tớ liên kiều không dễ để hắn trêu chọc nếu hắn dám trả đũa nhất định tớ sẽ cho hắn biết tay hắc hắc liên kiều cười vô cùng vui vẻ tiếng cười bén nhọn khiến phỉ nhi trừng to mắt chính là chính là phỉ nhi liên kiều xoay người lại bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vai phỉ nhi cực kỳ trịnh trọng nói cậu nha trên người có rất nhiều ưu điểm chỉ có một điểm không tốt chính là lá gan quá nhỏ như vậy cậu rất dễ bị người khác khi dễ nhưng mà không có vấn đề gì cả chỉ cần có tớ tớ nhất định sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn câu phỉ nhi dở khóc dở cười nhà đầu này ngược lại miệng lại còn vẫn tỏ vẻ anh hùng liên kiều tớ cảm thấy này cậu có chút quá đáng đào một cái hố thế cũng được rồi lại còn đặt bảy chục bên trong vạn nhất kẹp chết hắn thì sao tuy rằng cô không có làm cùng nhưng mà từ xa có thể nhìn thấy cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia có vẻ là người cẩn thận, nhưng mà cuối cùng cũng bị mắc mưu của Liên Kiều. Nghĩ đến đây, Phỉ Nhi ngược lại cảm thấy người đàn ông kia thật đáng thương nha. Kẹp chết thì cho chết đi, ai kêu hắn xấu tính như vậy, hại tớ thảm vậy, hư. Liên Kiều khinh thường nói, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, bộ dạng xấu xa hướng Phỉ Nhi nói. Cậu sợ hắn bị kẹp chết, kẹp hư người, chẳng lẽ cậu thích hắn? bị liên kiều hỏi bất thình lình như vậy phỉ nhi lập tức đỏ mặt vội vàng nói liên kiều cậu nói gì đó tớ lúc nào thì thích hắn còn nói không có mặt đều đỏ lên rồi liên kiều cười tới cười lui liên kiều cậu thật đáng ghét thế nhưng lại dễu cợt tớ mặt phỉ nhi càng ngày càng hồng cô giả vờ giận dữ nói được rồi được rồi người ta mới không phải dễu cợt cậu có thật cậu không có ý gì với hắn Liên Kiều nghiêm túc hỏi, đôi mắt ngập tràn tò mò. Uy! Phỉ Nhi vừa thẹn vừa giận, cô vội vàng vung tay lên, nhẹ huýt vào Liên Kiều, nói. Cậu thật ký quái nha, người kia dù sao cũng chính là vị hôn phu của cậu, nếu như tớ thực thích hắn, vậy liền trở thành tình địch của cậu, cậu còn cao hứng như vậy, thật sự là. Vị hôn phu thì sao? Dù sao hắn cũng chưa từng thừa nhận tớ, tớ mới không thèm nhận hắn, ngược lại tớ cam thấy cung quý dương so với hắn còn tốt hơn một ngàn lần liên kiều chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói à tớ hiểu được phỉ nhi lập tức tỉnh ngộ cô ông chặt liên kiều nói từng câu từng chữ cậu đã yêu cung quý dương nhất định là đã yêu anh ta cái gì yêu hay không yêu tớ không biết trong đầu liên kiều lập tức hiện ra gương mặt đẹp trai của hoàng phủ ngạn tước hai má bỗng nhiên phím hồng vội vàng bỏ hai tay phỉ nhi ra lập tức lại chế nhạo. Phỉ nhi, nếu cậu thích hoàng phủ ngạn tước tớ một chút cũng không thèm ăn dấm nha, ha ha. Thật là ba hoa. Làm sao đề tài này lại biến thành của mình đây? Phỉ nhi giận trừng mắt liếc cô một cái, trái tim lại bang bang đập. Kỳ thật cô cũng không biết đến tột cùng mình nghĩ như thế nào, từ lúc ấy lại lấy ảnh chụp hoàng phủ ngạn tước từ liên kiều lên nhìn, tâm của cô đã bắt đầu loạn. Mà khi Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn từ trên cao xuống thấp, từng bước đi về phía liên kiều tầm của cô dường như đã bắt đầu trầm luân khổ thân phỉ nhi dạy trai thì có gì là sai là vui vẻ khi gặp hắn sao phỉ nhi không biết cũng không dám suy nghĩ nhiều bởi vì chuyện này quả thực là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với cô cô là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn nữa làm sao có thể sánh với tứ đại tài phiệt đây nếu như cô cũng xuất thân từ vương thất như vậy còn có tự tin cùng tranh đoạt với nhóm danh viện danh giá đáng tiếc cô cái gì cũng không có lại nói cho dù mình thích thì thế nào người đàn ông kia chính là vị hôn phu của liên kiều chẳng lẽ cô lại muốn đoạt người đàn ông của bạn tốt mình sao chỉ nghĩ thôi cũng thật sự là tao loạn rồi ngược lại liên kiều lại vô tâm vô phế nói xong mà không hề có chút bận tâm cô nhìn xung quanh rồi nói phỉ nhi a à, cậu nói cái tên đầu heo kia cũng không thể nào mà nhanh chóng thoát khỏi cái hố hãm hại của tớ được cậu với tớ đi nghỉ ngơi một chút đi ừ được rồi phỉ nhi biết liên kiều một khi đã bướng bỉnh thì không ai có thể khuyên nhủ được cô cho nên chỉ có thể thuận theo cô cô vẫn để mặt liên kiều lôi kéo mình vừa đi còn liên tục quay đầu lại trong lúc hai người sắp biến mất khỏi chỗ này phỉ nhi lại một lần nữa quay đầu quay lại ánh mắt lập tức trừng lớn liên liên kiều a hắn hắn xuất hiện cái gì xuất hiện Liên Kiều không hiểu vì sao Phỉ Nhi lại sợ tới mức nói lắp bắp như vậy. Cô cũng quay đầu lại xem, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện trước mắt, đang oai hùng hướng về phía mình. Trời ạ! À! Liên Kiều cũng không nghĩ tới người đàn ông này nhanh như vậy đã thoát được, xem ra cũng không thể đem hắn chỉnh thành bộ dáng gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô vội vàng kéo tay Phỉ Nhi, nói: Phỉ Nhi à, đi, chúng ta đi mau. Dừng chút, Liên Kiều cậu nhìn xem chân người ta đã bị bẫy chuột của cậu kẹp đến hư rồi phỉ nhi thật sự không đành lòng thời điểm cô nhìn thấy bóng dáng thon dài cao ngất kia tầm của cô lại bất giác nhảy dựng lên ai nha, không có vấn đề gì hết đàn ông lớn như vậy rồi làm sao có thể bị kẹp hư được liên kiều không hề để ý tới lời phản đối của phỉ nhi liền chạy về hướng cung quý dương đang đuổi tới phỉ nhi cũng không có cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ dây dây trắng cũng đi theo cô uy xuất ca. Khi Liên Kiều đang chạy tới gần, liền hướng về phía cung quý dương lớn tiếng kêu lên một tiếng, mang theo mặt cười xấu xa nhìn hắn. Nhà đầu chết tiệt kia, tôi đang muốn tìm cô, cô ngược lại lại chủ động đưa lên cửa. Cung quý dương vừa nhìn thấy Liên Kiều, lập tức nghĩ tới bộ dáng ăn vạ của cô vừa rồi đối với mình, hận không thể lôi cô đứng lên. À, anh tìm tôi à, tôi biết anh muốn tìm tôi tính sổ, thế nào? bị kẹp chuột kẹp tư vị dễ chịu không liên kiều không hề sợ hãi hỏi hang cô cô chính là liên kiều cung quý dương cũng không hồ đồ hắn với cô gái này không thù không oán nếu như thực sự có thù oán thì cũng chỉ có thể là với liên kiều nhưng mà chính là do tên hoàng phủ giả mạo tên mình đi thù này làm sao bỏ qua được điểm này cung quý dương thế nào cũng không nghĩ ra được còn có cô luôn miệng nói mình hại cô ấy thật thê thảm hắn đã từng hại cô sao từ lần đầu tiên nhìn cô đã thấy ánh mắt cô tất cả đều là đang tính kế hắn mà thôi quả thực là thái quá liên kiều nghe vậy cười đến khờ dại coi như anh thông minh biết tôi là liên kiều này chân anh thế nào rồi cô đột nhiên cực kỳ hảo tâm hỏi điều này ngược lại khiến cung quý dương có chút cảnh giác hắn nhìn cô nói nhờ cô ban tặng hiện tại chân tôi rất đau phòng y tế của trường các cô ở chỗ nào phi anh dùng giọng điệu như mệnh lệnh đối với tôi à Tôi không nói cho anh đấy Cho anh đau chết đi Liên Kiều xoa thắt lưng Cố ý chọc giận hắn nói Cô Như thế nào Tức giận có phải không Tiến lên đây bắt tôi đi Đuổi tôi mà xử lý đi Liên Kiều đắc ý nói Cô cho là tôi không đuổi kịp cô Cung quý dương bộ dạng nghịch ngầm của cô Thật sự là tức không còn chỗ nào để nói liên kiều hướng về phía hắn làm mặt quỷ nói tên đầu heo quỷ thọt chân anh chính là không thể đuổi kịp tôi à tôi có thể tận tình nói cho anh một chút anh có thể lái xe bắt tôi à ha ha nói xong cô còn nhẹ nhúng nhảy vào cái cố ý kích thích cung quý dương đáng chết cung quý dương không chịu nổi bị chọc giận như vậy nói chi lại bị một tiểu cô nương dắt mũi nhưng chân hắn xác thực là rất đau hắn không nói hai lời đi tới trước cửa xe lái xe hẳn có thể đuổi theo xuống nha đầu này đi liên kiều thấy xe hắn đang tiến tới gần mình không hề hoảng loạn cũng không chạy trốn ngay lập tức mà giống như đang chờ hắn lái xe tới chỗ mình vậy cung quý dương khẽ nguyền rủ một tiếng muốn đẩy cửa xe nhưng mà ách chuyện gì xảy ra cửa xe mở ra hắn muốn buông tay ra nhưng mà một màn kinh khủng xuất hiện tay hắn tay hắn thế nhưng lại bị dính chặt vào cửa xe trời ạ à! Ha ha. Một tiếng cười to từ trong miệng liên kiểu vang lên, cô một tay chỉ về cung quý dương, một tay ôm bụng, quả thực là khiến cô cười vỡ bụng mất. Nhà đầu chết tiệt kia, thì ra lại là cô. Cung quý dương không thể nhìn được nữa liền gầm gừ lên tiếng. Cô bé này nhìn ánh mắt thật đúng là chuyên đi phá hoại, ấy thế mà lại khiến cho một bàn tay hắn dính chặt trên cửa xe, không thể nhúc nhích. Liên kiều nghênh ngang đi tới trước mặt cung quý dương, nghịch ngợm làm mặt quỷ này không phải anh muốn đuổi bắt tôi sao như thế nào sao không nhúc nhích cứ đứng ở chỗ này thế cô cố ý chuyển động mắt nhìn lướt một vòng sau đó khoa trương nói ai gây thù chút oán với anh mà lại khiến anh dính vào chỗ này cho thấy anh chính là có thù với nhiều người lắm đây nên nha đầu chết tiệt kia tôi với cô không thù không oán thế nhưng cô lại nhiều lần gây sự với tôi đáng giận cung quý dương hận không thể róc xương cốt của liên kiều ra Liên Kiều ngẩng cao đầu, ánh mắt tà mị nhìn hắn. Này, Hoàng Phủ ngạn tước, anh không cần tự làm ủy khuất chính mình như vậy. Nếu như không phải anh nói, tôi sẽ không phải chịu nhiều khuất phục như vậy. Anh ý vào mình có thế lực mạnh cùng địa vị cao cao tại thượng, anh tưởng chỉ bằng từng đó muốn cự tuyệt ai thì liền cự tuyệt người đó à, ai, thật đáng giận. Bùng bùng một tiếng, cung quý dương rốt cuộc nghe cũng không sao hiểu được một chữ nào. À, Hoàng Phủ ngạn tước, nguyên do là tiểu cô nương này coi mình thành hoàng phủ ngạn tước khó trách mình vừa đến đã bị cô liên tiếp chỉnh đến thảm hại nhưng mà vì cái gì mà cô ấy lại coi mình là hoàng phủ ngạn tước nghĩ đến đây trong đầu cung quý dương lập tức hiện lên hai má hoàng phủ ngạn tước nhất định là hắn cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế tên hoàng phủ ngạn tước kia dám giả mạo tên mình sau đó dùng tên mình đi làm những việc điên rồ tên đáng chết bằng không tại sao hắn không dám nghe điện thoại của mình Nói như vậy chắc chắn hắn đã đoán được lần này mình tới Hồng Kông có bao nhiêu nguy hiểm. Bị kẹp chuột kẹp có tí mà nguy vs chả hiểm. Rốt cuộc cung quý dương cũng đã hiểu rõ. Tiểu cô nương, cô cho rằng chỉ bằng điểm này có thể làm tôi khốn khổ à. Rốt cuộc hắn cũng áp chế được sự xúc động muốn động chạm gầm gừ xuống, đổi lại là vẻ mặt thoải mái cùng vẻ tà mị. Liên Kiều chỉ cười cười. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, đây là keo dáng nhựa cứng nha, sen ss này lấy keo gắn vào cửa cực của giờ chạm vào dính luôn vào đấy chỉ có bệnh viện mới có biện pháp tách anh ra khỏi đó đáng tiếc tôi sẽ không thay anh đi báo cáo còn có ngàn vạn lần đừng có giải mạnh nha nếu không à già sẽ long ra đấy ha ha cung quý dương không hề tức giận ngược lại còn cười đa tạ cô nhắc nhở nhưng mà cho dù như vậy tôi cũng có biện pháp đi tới phòng bệnh trong trường ách điều này đến phiên liên kiều ngạc nhiên Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói. Hắc hắc, không phải anh sẽ nâng xe cùng đi tới đó chứ? Cung quý dương nhướng mày. Sao? Cô cho là tôi không làm được. Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của người đàn ông trước mắt này, liên kiều thế nhưng lại cảm thấy có chút chần chờ. Một lúc sau, cô mới không phục đối diện với ánh mắt của cung quý dương nói. Được, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, chỉ cần anh có thể đi tới được phòng bệnh trong trường nhất định tôi sẽ nhận thua phỉ nhi đứng bên cạnh nghe thấy thế vội vàng kéo tay liên kiều nói liên kiều cậu làm vậy có chút quá đáng nha cậu xem náo nhiệt tới nhiều người như vậy chẳng lẽ cậu vẫn còn tiếp tục muốn làm người ta khó xử à cung quý dương đứng bên kia ngược lại cười sang sảng hắn dương giọng nói tiểu cô nương đây là tự cô nói đấy nhé nếu đến lúc đó cô không chấp nhận thua cuộc cũng đừng trách tôi không nói trước. Hừ, đúng vậy, tôi đồng ý. Liên Kiều xoa thắt lưng, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn hắn. Cung Quý Dương không nói gì, bên môi nở nụ cười tà mị, trước mắt bao nhiêu bạn học của Liên Kiều, hắn dò vào trong xe, dùng tay còn lại lấy ra một cái cặp đựng đồ, lập tức cười đầy hài lòng, bắt đầu hành động kế tiếp. Liên Kiều vừa rồi còn khịt mũi cười, nhưng dần dạ, theo từng động tác của Cung Quý Dương, bên môi nụ cười ấy giờ đã có chút cứng nhắc không chỉ riêng mình cô, mà phỉ nhiên ngoài ra đông đủ sinh viên đã vây tứ phía cũng trừng mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Hắn, hắn thế nhưng chỉ dùng một cái cặp hơn nữa chỉ cần một tay đã tháo cửa xe xuống. Các nữ sinh không ngừng phát ra âm thanh sợ hãi, thậm chí đáy mắt đều mang theo sự sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đem cửa xe tháo xuống hoàn toàn, cung Quý Dương lại gọng gàng mang cửa xe từng bước từng bước tới gần Liên Kiều. Mặt Liên Kiều đã sớm xanh lại, Người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ, cô thua. Tiểu cô nương, chờ bị phạt đi, gặp lại sau. Cung quý dương cực kỳ giống kẻ trộm, dưới ánh mặt trời, hắn khẽ liếm khóe môi khiến Liên Kiều không khỏi nghĩ tới hắn đang liếm đau vậy, mà cái đau này lập tức sẽ kè vào cổ cô đây. Nhìn cung quý dương dù bị thọt chân vẫn còn tao nhã nền bước chân bước về phía trước, lại nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất theo chiếc cửa xe, quả thực có chút khôi hài, trong lòng liên kiều đột nhiên dâng lên một dự cảm không ổn phỉ nhi có chút khẩn trương níu ống tay áo liên kiều nói liên kiều à cậu nói hắn hắn có thể đối phó với cậu như thế nào đây tớ cảm thấy nao nao liên kiều cũng không nghĩ ra cô không biết người đàn ông này có thể nghĩ ra chiêu trò gì để đối phó với mình bình tĩnh phỉ nhi hắn muốn thế nào thì kệ hắn đi tớ không tin hắn có thể làm gì tớ đi đi học đi Cô không nói hài lời liên lôi tay Phỉ Nhi đi về phía phòng học, bộ dạng anh dũng hiên ngang như tráng sĩ. Một buổi chiều trôi qua rất vô vị, bởi vì Liên Kiều vẫn luôn đề phòng cái tên Hoàng phủ ngạn tước kia sẽ trả thù mình như thế nào, nhưng mà, còn có một cảm giác lo lắng không nói nên lời. Mãi cho đến bữa, vẫn không thấy hắn có bất kỳ hành vi trả thù nào, Liên Kiều càng thêm bất an, cô lấy một phần đồ ăn rồi đi tới ngồi bên cạnh Phỉ Nhi. Liên Kiều, cậu sao vậy? cả chiều nay như người vô hình thế lăng trang vừa ăn sườn lợn rán vừa quan tâm hỏi han liên kiều vô lực lắc đầu sau đó lại thâm sâu khẽ than một tiếng trông giống như bà lão tám mươi vậy lăng trang thấy thế có chút ngạc nhiên cô nhìn phỉ nhiên ngồi bên cạnh phỉ nhi chỉ cười ý bảo cô không cần hỏi nữa không khí đang có chút nặng nề tần hinh hớt ha hớt hải chạy tới trong tay còn bưng món ăn mình yêu thích nhất ba đem đặt đồ lên bàn sau đó miệng không ngừng nói. Xong rồi, có chuyện. Vẻ mặt của cô ngược lại thu hút sự chú ý của Liên Kiều, cô hiện tại có chút nhìn gà hóa quốc, nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi. Tần Hinh, cậu nói cái gì? Tần Hinh nuốt một ngụm nước miếng, thần thần bí bí nhìn xung quanh, để thấp giọng. Biết không, trường học gặp chuyện không may, tớ cũng mới biết chuyện này chưa lâu, ai ngờ sự việc đó lại bị trường học phong tỏa hết thông tin, nghe nói là có người nhảy lâu cái gì có người nhảy lâu là học sinh hay là thầy cô giáo phỉ nhi kinh ngạc vạn phần vội vàng hỏi tần hinh lắc đầu không biết cụ thể thân phận người chết bởi vì đã làm kinh động tới giáo viên và cảnh sát nhưng giáo viên hình như là muốn xử lý vụ việc này trong yên lặng nên mọi người đến vây xem đều bị đuổi đi nhưng mà giọng nói của cô rõ ràng sau đó vẻ mặt có chút thần bí nhìn liên kiều liên kiều cũng cảm thấy ánh mắt cô có gì lạ kinh ngạc hỏi. Nhưng mà cái gì? Có việc gì cứ nói thẳng đi. Mà Phỉ Nhi rõ ràng cũng ngửi thấy một hương vị không hề bình thường. Tần Hinh khẽ liếc mắt, lập tức nhẹ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Liên Kiều, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ nghe nói người kia chết thật ly kỳ, lòng ngực cũng bị nhũng cả ra, giống như là... Giống như là trúng hàng đầu thuật. Cái gì? Ba người sau khi nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi, phỉ nhi huýt nhẹ tần hinh trách cứ nói cậu điên rồi à chẳng lẽ cậu lại hoài nghi liên kiều sao vừa rồi ánh mắt cô có vẻ rất không thoải mái tớ không có chỉ là chuyện này thật sự rất kỳ quái liên kiều cô kéo bàn tay nhỏ bé của liên kiều nói tớ không có ý hoài nghi cậu cậu cũng biết việc cậu có chị họ tinh thông hàng đầu thuật thì chỉ có ba người chúng tớ biết cậu nghĩ mà xem người kia chết có thể là vì hàng đầu thuật không Liên Kiều bị hỏi đúng chỗ khó, cô nhíu mày lắc đầu. Tớ không biết, dù sao tớ cũng chưa nhìn thấy thi thể. Ba người lập tức gật đầu, lăng tràn khoát tay chặn nói. Ai nha, bình tĩnh, chúng ta không cần thảo luận vấn đề này, việc nhảy lầu trong trường học là chuyện bình thường, có thể do bị áp lực lớn hay nhiều nguyên nhân khác mà chọn nhảy lầu để chấm dứt sinh mệnh, thôi, ăn cơm đi, không cần bàn chuyện ghê sợ này nữa hai người bọn họ đều đồng ý gật đầu chỉ có liên kiều vẫn nhẹ nhíu mày cô rốt cuộc tâm thần bất ổn không biết đến tột cùng là vì cái gì không phải vì sợ tên hoàng phủ trả thù mà là sự kiện nhảy lâu ở trường học cô nhắm mắt lại nhưng tâm vẫn không nhẹ bớt đi chút nào vì sao lại thế người đã muốn chết mình sao lại mẫn cảm như vậy giống như là chuyện phát sinh trên chính người mình vậy chẳng lẽ chết chính là một khởi đầu mới nghĩ đến đây tay liên kiều theo bản năng mà rung lên. Âm, chiếc đũa từ trong tay rơi xuống, cũng với tiếng bát đổ va chạm phát nên âm thanh thanh thúy. Liên kiều. Phỉ nhi thấy bộ dạng mất hồn của cô, cực kỳ lo lắng nhìn cô. Bên môi liên kiều miễn cưỡng nở nụ cười, cô thở dài một hơi, mới cầm lấy trà sữa nhấp một ngụm. a à. Lăng trang thấy cô uống một ngụm trà sữa, vội vàng sợ hãi đoạt lấy ly trà sữa. Liên kiều, cậu điên rồi, cậu cũng biết già ly kê, thế nhưng vẫn còn uống trà sữa à. Già ly kê, như một loại cốc tai gì đấy, tóm lại là nó với trà sữa kỵ nhau. Phỉ Nhi và Tần Hinh cũng giật mình. Liên Kiều, cậu sao vậy? Cậu học y nha. Liên Kiều giật mình, cứng đờ một lúc, cô nhìn lại già ly kê, lại nhìn trà sữa trong tay, không khỏi đồ mồ hôi lạnh. Thật sự là đã phạm phải một sai lầm lớn, già ly luôn kỵ với trà sữa, hai thứ này kết hợp với nhau sẽ khiến cho dạ dày khó chịu, nghiêm trọng nữa có thể bị ngộ độc. Đạo lý này cô hiểu rõ nhưng sao hôm nay lại quên được? Quả nhiên, chỉ một lúc sau bụng liên liều đã bắt đầu lọc cọc lọc cọc khó chịu, ngay sau đó đau đớn dần lan ra. Có lầm hay không, mới chỉ uống một ngụm thôi mà. Liên Kiều ghé sát vào bàn cơm, trên trán bắt đầu rịnh mồ hôi. Đây, Liên Kiều, mau ăn cái này vào. Phỉ Nhi đưa viên thuốc vẫn mang trên người để đề phòng có chuyện gì đặt vào tay Liên Kiều, rồi đưa chai nước khoáng cho cô. Liên Kiều ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng bụng vẫn đau âm ỉ. Cậu nha, thật là, đi phòng y tế đi. Lăng Trang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Kiều, vội vàng đề nghị. Không cần. Liên Kiều vừa nghe đi tới phòng y tế, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tớ ghét nhất là bị kim châm, tớ nghĩ nghĩ một lát là tốt rồi, không cần lo lắng, tớ muốn uống thuốc, à, không được, tớ muốn đi toilet. Không đợi nói xong, Liên Kiều liền ông bụng chạy khỏi nhà ăn, bỏ lại ba cô bạn trừng to mắt tò mò nhìn theo. Rốt cuộc cũng thoải mái hơn, Liên Kiều nhìn chính mình trong gương, dần dần, suy nghĩ của cô đã lạc về nơi xa xôi nào đó. Người nhảy lầu kia đến tột cùng là ai, còn nữa, vì sao ngực lại bị xé mềm nhũng, người này sau khi chết hình thái như thế nào? Quan trọng hơn là, trong đầu cô lập tức vang lên lời nói của Tần Hinh. Các cậu biết không, thầy giáo nói lần này rất kỳ quái nha, nghe nói cổ thi thể này tạm thời để ở nhà xác tầng một chỗ chúng ta, hình như là không muốn cho cảnh sát mang đi đâu cả. Nghi hoặc trong lòng Liên Kiều ngày càng tăng. Chết ở trường học, nên phối hợp với cảnh sát làm kiểm tra mới phải, vì sao còn lưu lại thi thể ở trong trường. Nhà xác tầng một. Đây chẳng phải là nơi bọn họ vẫn làm giải phẫu tử thi sao? Nghĩ đến đây, Liên Kiều nhất thời khiếp sợ, tại sao lại làm vậy? Càng bí ẩn, cô càng muốn tìm hiểu, cuối cùng cô đưa ra một quyết định đến chính bản thân mình cũng phải khiếp sợ, đó là Tự mình đi nhà xác tầng một xem Sắc trời đã dần ảm đạm, ánh nắng phía tây cũng đã dần tắt nhường lại bóng đêm buông xuống Toàn bộ tòa phủ trường học đều chìm trong tâm tối, bất âm bất dương, nhìn không rõ màu sắc Liên Kiều không khỏi cười thầm, đến ông trời cũng vì hành vi mạo hiểm của cô mà cố tình gia tăng thêm bầu không khí quỷ dị cô tự nhận mình có gan lớn cho dù lần đầu mới vào học viện lần đầu tiên giải phẫu tử thi cho tới bây giờ cô cũng không thấy khẩn trương như vậy thang máy dừng lại ở tầng trệt cửa thang máy từ từ mở ra liên kiều không khỏi nhìn ánh đèn cảm ứng chuyển sang màu đỏ một cô không khỏi rùng mình rõ ràng không có gió vì sao cô lại cảm thấy sau lưng mình một trận lạnh lẽo đèn cảm ứng khiến toàn bộ ánh sáng trong hành lang chiếu thành vệt dài vô cùng an tĩnh liên kiều cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình rất kỳ quái bình thường trước khi giải phẫu cô thường có cảm giác muốn nhanh kết thúc nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy có cái gì khác thường nếu không bởi vì tần hình nói thi thể này có liên quan tới hàng đầu thuật cô cũng sẽ không xúc động mà chạy tới đây điều này cũng tốt không có lý do gì mà xông vào một thế giới không có người cả đoạn này cũng hơi khó nhà sát tầng một rất lớn phòng lại nhiều liên kiều có ý nghĩ đi tìm từng gian phòng một cho tới bây giờ chuyện này cũng chỉ có một mình cô biết rón ra rón rén mở cánh cửa một gian phòng ngọn đèn bên trong yếu ớt lộ ra chút ánh sáng hắt ra ngoài hành lang liên kiều mơ hồ có thể nhìn thấy thiết bị y học bên trong cô nhẹ nhàng thả lỏng một hơi không phải chỗ này nhìn bóng dáng mình trải dài dừng ở mặt đất ngoài hành lang trơn bóng liên kiều tự nhủ mình phải có đủ dũng khí lại tiếp tục tiến bước thời gian từng chút lại từng chút qua đi không gian cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên yên tĩnh ngay lúc liên kiều đang thật cẩn thận đi ngang qua một gian phòng cô mẫn cảm nghe được một trận âm thanh truyền đến từ đó hình như là tiếng bước chân vậy da dầu liên kiều rung lên phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy nhưng mà tỉnh táo lại sau đó sự hiếu kỳ lại chiếm trọn cảm xúc của cô lúc này cô cẩn thận đẩy cửa ra ánh mắt từng chút nhìn xung quanh đây là một gian phòng có chút kỳ quái trong lòng lóe ra ánh sáng đèn điện thông qua ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng đây không phải chỗ đặt thi thể lại tới gần một góc tường mơ hồ có một cái bàn dùng để đặt thi thể lúc giải phẫu trên mặt bàn trùm một tấm vải trắng gian phòng này cô chưa từng bước vào kể từ khi cô bắt đầu tới học viện này gian phòng này vẫn bị khóa chặt hôm nay tại sao lại không khóa liên kiều mạnh mẽ nuốt nước miếng sau đó kiên trì xông vào trong phòng lưng cô gắt gao dáng trên cửa để cho mắt hoàn toàn thích ứng với sự hôn ám nơi đây sau đó mới rón rén đi tiếp nếu như cô đoán không sai cổ thi thể của người nhảy lầu tự sát hôm nay hẳn là ở đây đi ngẫm lại cô rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng sự việc trong lòng liên kiều thậm chí có chút kinh hoàng tuy rằng cô không có tinh thông hàng đầu thuật như mặt di tỷ tỷ nhưng mà cũng có thể phán đoán cũng hiểu biết về hàng đầu thuật liên kiều đi từng bước tới gần cổ thi thể kia cẩn thận mang theo một tia sợ hãi, ngay tại thời điểm cô gần tới chỗ cổ thi thể kia, lúc này, một màn đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy thi thể phía dưới tấm vải trắng. Thế nhưng đang động. Cô nhất thời trừng to mắt, rồi vội vàng chớp mắt. Đúng vậy, nó đang động, tuy rằng ánh sáng có chút tối, ám muội, nhưng cô vẫn có thể thấy cổ thi thể kia đang chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên. Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Liên Kiều nhìn rõ hết thảy. Ánh mắt của cô trừng lớn, da đầu bắt đầu rung lên. Thi thể đang nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, mà tấm vải trắng trên người cũng theo từng động tác chậm rãi mở ra. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Liên Kiều là bỏ chạy, nhưng mà, đáng chết, chân cô đã nhũng ra, không còn chút khí lực, cho nên cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cổ thi thể kia đang chậm rãi tiến về phía mình. Hô hấp của cô ngày càng khó khăn, bởi vì cô rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt kia dưới ánh sáng mờ nhạt khuôn mặt nam tính có vẻ dị thường dữ tợn vô cùng đáng sợ liên kiều không biết dùng từ như thế nào để hình dung khuôn mặt này mơ hồ huyền ảo tái nhợt khô sáp như tượng ánh mắt lại tản ra màu sắc xanh biếc thi thể chính là đang nhìn cô chăm chú nhưng trong nháy mắt đã vội ngã xuống điều này khiến liên kiều thét chói tai theo bản năng cô quên hết mọi thứ cô rốt cuộc cũng biết một người gặp chuyện cực đoan kinh khủng tuyệt đối không thể siêu thoát được, bởi vì cô cảm thấy thực sự bị khủng bố rồi. Hơn nửa ngày, hô hấp của Liên Kiều mới bình ổn lại, nếu không bởi vì bình thường cô thường đùa nghiệp với thi thể, thì hôm nay nhất định cô sẽ bị dọa chết rồi. Không được, nơi này thật sự quỷ quái, cô vừa mới xoay người, lại nghe thấy một trận tiếng vang, tự như âm thanh động đất, cô theo bản năng quay đầu lại. Ông trời ơi! Thi thể kia lại động, hơn nữa đang từng chút từng chút một hướng về phía cô liên kiều sợ tới mức mặt đã trắng bệch lập tức chạy tới cửa dùng sức kéo cửa ra nhưng mà đúng lúc này cô mới tuyệt vọng phát hiện ra của không biết vì sao lại bị khóa ngoài a à. cô thét chói tai tiếng thét của cô như âm thanh cắt ngang sự tĩnh lặng nơi tầng hầm cô đập mạnh vào cửa nhưng vẫn còn liệu mạng nhìn về phía sau mình chỉ thấy cổ thi thể kia đang cách mình ngày một gần hơn a à. Liên Kiều Như đã hết hy vọng, hiện giờ cô cảm thấy hối hận, không có việc gì chạy tới nơi quái quỷ này làm cái gì. Đang lúc cô đã chuẩn bị tâm lý bị cổ thi thể kia bóp chết hoặc hù chết, cửa phòng lập tức mở ra, ngay sau đó, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp. Chạy mau. Liên Kiều cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy, hành lang dài truyền đến từng đợt bước chân. Chạy một mạch thật vất vả, Liên Kiều thở dốc, tuy rằng đây cũng là một nơi tối tăm, nhưng ít ra còn có ánh trăng còn nữa đây là thế giới mà cô quen thuộc vừa mới hoàn hồn suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì quả thực là đáng sợ nha còn có cửa đến tột cùng là kẻ nào khóa trái một bàn tay lớn đột nhiên vỗ vào vai cô à linh hồn còn chưa kịp hoàn lại liên kiều liền thét chói tai ngay sau đó cô quay đầu lại nhìn gương mặt ánh tuấn tà mị kia hoàng phủ ngạn tước hoàng phủ ngạn tước cô như là nhìn thấy người thân vậy, lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn không buông ra. Vẻ mặt cung quý dương xấu hổ tùy ý cô ôm, hơn nữa, hắn còn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói. Được rồi, không có việc gì. Quỷ khuất cùng sợ hãi của Liên Kiều trong nháy mắt liền tan biến, cô nhìn không được liền khóc lớn lên, mà cung quý dương cũng chỉ bất đắc dĩ mà tùy ý cô phát tiết trên người mình. Đến tận khi màn tay mình dường như sắp điếc vì tiếng khóc của cô, liên kiều mới thôi gào khóc mà nhẹ giọng nức nở ô ô ngươi rốt cuộc anh là người hay là quỷ thanh âm của cô lại nức nở nghẹn ngào không thôi ơ nãy giờ chị ông quỷ à cung quý dương liếc trắng cô một cái tiểu cô nương này gan đúng là lớn đi vấn đề này mà cũng nói được khóc lóc một hồi thông suốt xong lại hỏi mình là người hay quỷ hắn không nói gì em thử nói xem liên kiều ngẩng đầu nhìn cung quý dương nửa ngày sau mới ngây ngốc hỏi vừa mới vừa mới cái thi thể kia không phải anh chứ lần thứ hai cung quý dương bị tra hỏi hắn nhìn cô tinh thần còn chưa ổn định lại có chút đùa dai nói đúng tôi chính là thi thể kia đấy hôm nay em hại tôi suýt nữa đi gặp diêm vương tôi lại không thích dưới âm phủ đêm tối tịch mịch nên muốn tìm em đi cùng nguyên lai like hắn cũng chỉ muốn đùa cô một chút ai ngờ liên kiều sau khi nghe vậy thì trừng to mắt con ngươi màu tím tử lan khiếp sợ nhìn cung quý dương. Ngươi, ngươi, chỗ này lờ cờ tưởng ma để ngươi nhé. Cô sợ tới mức đã không nói mạch lạc rồi, ánh mắt cô nhìn cung quý dương tràn đầy hoảng hốt, kinh sợ, chỉ trong giây lát, cô lập tức chạy đi thật xa, hai tay ông lấy gốc cây cổ thụ, bộ dạng như gặp quỷ vậy. Anh, này, hoàng phủ ngàn tước, đừng, tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn đùa với anh một chút, ai, ai biết anh đoản mệnh, ngàn vạn lần cầu anh đừng có tới tìm tôi, không phải tôi cố ý. Cung Quý Dương thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa tức, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần, nói thế mà cũng tin. Hắn thử tiến lên một bước, đã thấy Liên Kiều hét lên một tiếng rồi lui về sau, tự như đang tìm một chút dũng khí vậy. Thấy bộ dạng này của cô, Cung Quý Dương càng thêm hưng phấn, hắn cố ý hung tợn nói. Liên Kiều, là cô bức chết tôi, tôi không tìm cô thì tìm ai? Liên Kiều nghe vậy, hai chân nhũn ra, gắt gao nắm chặt quyền, lắp bắp nói: "Vậy anh cũng, cũng không cần nghĩ quẩn mà nhảy lầu chứ. Chính là anh, chính anh không quý trọng bản thân mình, còn, còn tới tìm tôi chết thay anh sao?" Hết chương 80, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.